không xuất thân giàu có, không tài năng xuất chúng. Dưới đây là những điều bạn cần rèn luyện ngay lập tức và giỏi nhất có thể, khiến bạn trở nên mạnh mẽ, không có đối thủ. Điều may mắn là chúng đều nằm trong tầm tay bạn. Tư duy làm giàu gửi bạn một video. Nếu bạn cam kết thực hiện theo, thì chỉ cần một video này có thể thay đổi cuộc đời bạn mãi mãi, dù bạn là ai, đang ở bất kỳ vị trí nào. Chúng ta luôn cho rằng tiền bạc, mối quan hệ, xuất thân nhà giàu là thứ quyết định cuộc sống, mà không nhận ra rằng khoảng cách lớn nhất giữa người với người thực ra chính là cách suy nghĩ, ý chí, nghị lực, sự quyết tâm không mệt mỏi. Nếu chúng ta xuất thân trong một gia đình bần hàn, cũng đừng oán trách điều gì cả. Điều quan trọng là lên một kế hoạch cho cuộc đời mình. Với cái đích mình hướng đến, có thể ta sinh ra không trong gia đình giàu có nhưng hãy phấn đấu sao. Con cái chúng ta sinh ra trong gia đình giàu có. Hãy hạ thấp cái tôi xuống, nhận thức đúng bản thân và tình hình hiện tại để thay đổi những suy nghĩ đang kìm hãm cuộc sống của chính mình. Sách Cách Ngôn Liên Bích còn nói rằng, người quyết đoán trông bên ngoài có vẻ bận rộn nhưng trong lòng thường nhàn nhã. Người giống như nhàn nhã trong lòng thường rất bận rộn. Điều khó nhất trên đời mà ít người làm được là kiềm chế bản thân. Nếu muốn có cuộc sống như ý muốn, bạn phải có sự hy sinh nhất định. Sở dĩ một số người có xuất phát điểm rất bình thường, nhưng lại đạt được thành tích đáng ngưỡng mộ là bởi vì họ sống có kỷ luật và nghiêm khắc với chính bản thân. Người có xuất phát điểm không tốt, không có quan hệ, sẽ không thể thay đổi tình thế, bước lên tầm cao mới, nếu không tự đặt ra kỷ luật cho bản thân và tự giác khổ luyện. Con người sống phải có nguyên tắc nhất định để tuân theo. Một người trông bên ngoài thì bận rộn, nhưng trong đầu họ thường đã sắp xếp mọi việc ổn thỏa, biết mình cần làm gì, làm thế nào để đạt được mục tiêu. Dù không biểu hiện ra bên ngoài nhưng họ đã muốn làm gì thì nhất định sẽ đạt được điều đó. Trong khi đó, người do dự, hành động chậm chạp nhìn tưởng thư thái, thong thả. Nhưng thật ra trong đầu rất hỗn loạn, không biết nên làm gì trước, làm gì sau, nên làm gì, không nên làm gì. Người như vậy rất khó thành công. Giành được sự tôn trọng và công nhận của người khác thường là khởi đầu cho quá trình chuyển đổi của một người. Bởi điều này cho thấy, bạn là một người đáng tin cậy, nhờ thế có thêm nhiều cơ hội và sự hợp tác. Trên thế giới này, người nào cũng đều rất bận rộn, không có ai có thể luôn bên cạnh bạn. Trong xã hội ngày nay, ai ai cũng thấy mệt mỏi, sẽ có rất ít người mỗi phút mỗi giây đều quan tâm tới bạn. Sẽ không có ai luôn luôn giúp đỡ bạn mỗi lúc gặp ưu phiền. Vậy tại sao cứ phải đi khắp nơi tìm kiếm sự an ủi? Sẽ không có người luôn luôn thay bạn chắn gió che mưa khi giông bão ập tới. Vậy tại sao cứ phải tìm người để gửi gắm hy vọng? Không phải tất cả ủy khuất chúng ta phải chịu đều có người thấu hiểu. Nếu đã như vậy, chi bằng đem tất cả biến thành nước mắt. Khóc xong rồi cuộc sống tươi đẹp vẫn ở phía trước. Không phải mọi sự mệt mỏi đều sẽ có người sẽ vì ta mà đau lòng. Nếu đã vậy, không cần lúc nào cũng phải nói ra. Khó khăn qua đi lại sẽ là một lần trưởng thành. Chúng ta không còn là những đứa trẻ. Té ngã có người đỡ nâng, cần người dỗ dành. Tự bản thân phải đứng dậy, phủi sạch bụi, kiên cường bước tiếp. Chúng ta cũng không phải là người già, lúc bệnh cần đưa thuốc, đưa canh, chính mình phải tự đứng dậy kiểm tra nhiệt độ cơ thể, rồi lại quay về với guồng quay công việc. Đừng cố gắng tìm kiếm sự an ủi, mà lúc nào cũng phải đem khó khăn của mình nói với người khác. Không ai có thể thay ta làm những chuyện ta nên làm, cũng đừng vì muốn nhẹ lòng mà suốt ngày than nghèo kể khổ với người khác. Sự vui vẻ mà bạn muốn không ai có thể cho được. Lúc cô đơn, khi chúng ta chỉ có một mình, chúng ta có mất đi bất kỳ chỗ dựa nào, cũng vẫn phải sống thật tốt, cũng phải mỉm cười tới phút cuối. Một mình chịu đựng, nhưng khó khăn sẽ khiến chúng ta ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn, lau đi giọt nước còn vương nơi khóe mắt, nụ cười của bạn sẽ càng tươi sáng hơn. Trong thế giới rộng lớn này, sẽ không có người thứ hai giống như bạn, trong xã hội có vô số người này. Ai cũng đều rất bận rộn, mệt mỏi, không ai có thể thay bạn gánh vác tất cả, không có ai luôn luôn giúp bạn. Không có nhiều tiền của, bạn có thể từ từ kiếm,
không có xe chẳng có nhà, tự mình cố gắng dành dụm mua. Nếu công việc nhàm chán vô vị, cũng phải tự mình kiên trì tới cùng. Còn tình cảm mà thấy lạnh nhạt, vậy chọn cách quên đi. Người khác, dù là bất cứ ai cũng không phải là bạn, không sống cuộc đời của bạn, sẽ không hiểu cảm giác của bạn, càng không biết những khó khăn bạn gặp phải. Khi phải chịu ủy khuất, không có người thấu hiểu, vậy hãy để nước mắt xóa sạch tất cả. Cuộc sống phải dựa vào chính mình, bỏ qua nguy hiểm, tươi cười bước tiếp. Người quan tâm bạn có thể giúp bạn một lần nhưng không thể giúp bạn cả đời. Chúng ta đều là những người trưởng thành, đều phải tự lực cánh sinh. Dựa vào cha mẹ, có một ngày cha mẹ sẽ già yếu. Dựa vào bạn bè cũng có lúc gặp phải khó khăn. Vấp ngã phải tự mình đứng dậy, lần sau mới cẩn thận hơn. Thất bại cũng phải phấn chấn trở lại, thành công sẽ sớm tới với bạn. Phụ nữ dựa vào chính mình sẽ không phải van xin quy lụy, đàn ông dựa vào bản thân, ý chí sẽ không bị mai một. Dựa vào chính mình mới có thể thoải mái vui cười, dựa vào bản thân mới có thể sống một cách thật tươi đẹp. Mỗi chúng ta đều có thể trở thành chỗ dựa vững chắc cho chính mình. Dưới đây là 22 nguyên tắc thành công của các triệu phú tự lập. Mỗi nguyên tắc này đều rất cần thiết để giúp bạn trở thành triệu phú. Chỉ cần thất bại trong việc áp dụng bất kỳ một nguyên tắc nào trong số đó, thì cũng có thể phá hoại, thậm chí phá hủy cơ hội đạt được thịnh vượng, hạnh phúc và sức khỏe của bạn. Điều tuyệt vời là bạn có thể học từng nguyên tắc bằng cách thực hành nguyên tắc đó nhiều lần cho tới khi bạn thấy nó trở thành tự nhiên, giống như việc bạn hít thở vậy. Cũng giống như việc tập đi xe đạp hay học lái ô tô, bạn có thể học những nguyên tắc thành công này và áp dụng vào cuộc sống của mình. Không có giới hạn nào ngoài giới hạn bạn đặt ra cho chính mình bởi suy nghĩ của bạn. Giờ thì chúng ta hãy bắt đầu. Bạn đang nghe kênh Tư Duy Làm Giàu. Nếu có điều gì đó ý nghĩa hay viết lại. 1. Mơ những giấc mơ lớn. Mơ những giấc mơ lớn. Chỉ những giấc mơ lớn mới có sức mạnh lay chuyển tâm hồn con người. Bí mật đầu tiên để trở thành triệu phú rất đơn giản. Mơ những giấc mơ lớn. Hãy cho phép mình mơ ước. Hãy tưởng tượng về một cuộc sống mà mình yêu thích. Hãy nghĩ về số tiền mà bạn muốn kiếm được và có được trong tài khoản ngân hàng. Tất cả những con người vĩ đại đều bắt đầu với giấc mơ về những điều tốt đẹp và khác biệt với những gì họ có trong hiện tại. Chắc bạn biết lời bài hát này. Bạn phải có những giấc mơ nếu bạn muốn giấc mơ trở thành hiện thực. Điều này đúng với bạn và với bất kỳ ai. Hãy tưởng tượng không có giới hạn nào để bạn đạt được, có được hay làm được trong cuộc sống. Ngay lúc này, bạn hãy tưởng tượng bạn có tất cả thời gian, tiền bạc, học vấn, kinh nghiệm, bạn bè, các mối quan hệ, nguồn lực và tất cả mọi thứ bạn cần để đạt được những điều bạn muốn trong cuộc sống. Nếu bạn có tiềm năng vô tận thì bạn sẽ mong muốn tạo ra cuộc sống như thế nào cho bản thân và gia đình mình. Hãy tập cách suy nghĩ trở lại từ tương lai. Đây là phương pháp hiệu quả mà những người năng động thực hành liên tục. Đây là suy nghĩ có ảnh hưởng đáng ngạc nhiên lên tâm trí và hành vi của bạn. Suy nghĩ đó áp dụng vào đây là: hãy lên kế hoạch cho bản thân 5 năm tới. Hãy tưởng tượng về 5 năm bạn trải qua và mọi mặt cuộc sống hiện tại của bạn tuyệt vời như thế nào. Cuộc sống đó như thế nào? Bạn đang làm gì? Bạn đang làm việc ở đâu? Bạn đang kiếm được bao nhiêu tiền? Bạn có bao nhiêu tiền trong tài khoản? Phong cách sống nào bạn đang có? Bạn hãy tạo ra cho mình tầm nhìn về một tương lai dài hạn. Tầm nhìn của bạn về sức khỏe, hạnh phúc, tài chính càng rõ ràng thì bạn càng nhanh đạt được chúng. Khi tạo ra hình ảnh tinh thần rõ ràng về đích bạn đang đi tới trong cuộc sống, bạn sẽ trở nên tích cực, năng động và quyết đoán hơn để biến điều đó thành hiện thực. Bạn khơi dậy khả năng sáng tạo tự nhiên của bản thân và đi từ ý tưởng này tới ý tưởng kia để giúp bạn biến tầm nhìn của mình thành sự thật. Bạn luôn có xu hướng đi về phía những ước mơ, hình tượng và tầm nhìn chi phối của bạn. Chính hành động cho phép bạn mơ những giấc mơ lớn, làm tăng thêm lòng tự trọng, đồng thời giúp bạn thấy yêu quý và tôn trọng mình hơn. Nó hoàn thiện quan điểm về bản thân và thúc đẩy lòng tự tin, tự trọng và hạnh phúc của bạn.
giấc mơ và tầm nhìn sẽ cuốn hút và khuyến khích bạn làm được những điều tốt đẹp hơn so với những gì bạn có trước đây. Ở đây sẽ có một câu hỏi lớn cần bạn liên tục đặt ra và trả lời. Tôi dám mơ ước điều gì nếu tôi biết tôi không thể thất bại? Nếu bạn đảm bảo mình đạt được thành công trong bất kỳ mục tiêu nào đó của cuộc sống, lớn hay nhỏ, ngắn hạn hay dài hạn, thì đó sẽ là điều gì? Mục tiêu lớn lao nào bạn dám mơ ước nếu như bạn biết bạn không thể thất bại? Bất kể mục tiêu đó là gì, bạn hãy viết ra giấy và bắt đầu tưởng tượng là bạn đã đạt được. Sau đó, hãy nhìn lại thời điểm hiện tại của bạn. Bạn sẽ làm gì để đến được đích bạn mong muốn? Bạn cần trải qua những bước nào? Điều gì sẽ thay đổi cuộc sống của bạn? Bạn sẽ khởi đầu từ điều gì hay từ bỏ điều gì? Ai ở bên bạn? Ai không ở bên bạn? Nếu mọi mặt trong cuộc sống của bạn trở nên hoàn hảo thì nó sẽ thế nào? Cho dù bạn làm bất kể điều gì để tạo ra sự khác biệt thì bạn đều cần thực hiện bước đầu tiên ngay từ hôm nay. Mơ những giấc mơ lớn là điểm khởi đầu để bạn đạt được mục tiêu độc lập về tài chính. Nguyên nhân số một mà mọi người không đạt được thành công trong tài chính là ở chỗ họ không bao giờ nghĩ là để họ có thể thành công. Vì vậy, họ không bao giờ cố gắng. Họ không bao giờ bắt đầu. Họ tiếp tục rơi vào vòng luẩn quẩn tài chính, tiêu hết mọi thứ mà họ có thể kiếm được. Nhưng khi bắt đầu mơ những giấc mơ lớn về thành công trong tài chính, bạn bắt đầu thay đổi cách nhìn nhận đối với bản thân và cuộc sống của mình. Bạn bắt đầu tạo ra sự khác biệt, từng bước, cho tới khi toàn bộ cuộc sống của bạn trở nên tốt hơn. Mơ những giấc mơ lớn là điểm khởi đầu cho sự thành công về tài chính và điểm khởi đầu để bạn trở thành một phú. Thực hành. Hãy viết ra danh sách mọi điều bạn sẽ thực hiện hoặc cố gắng đạt được nếu bạn dám chắc sẽ thành công. Sau đó quyết định một hành động cụ thể và thực hiện ngay lập tức. 2. Đưa ra bản chỉ dẫn rõ ràng. Một người có mục đích rõ ràng sẽ đạt được sự tiến bộ ngay cả trên con đường gập ghềnh nhất. Một người không có mục đích sẽ không có sự tiến bộ nào ngay cả trên con đường bằng phẳng nhất. Hãy để những giấc mơ của bạn hiển hiện và những mục tiêu được viết ra rõ ràng, cụ thể. Có lẽ khám phá lớn nhất trong lịch sử loài người là triết lý bạn sẽ trở thành thứ mà bạn dành hầu hết thời gian suy nghĩ về nó. Có hai nhân tố mà hơn bất cứ điều gì quyết định điều xảy ra với bạn trong cuộc sống. Ấy là điều bạn suy nghĩ và cách bạn suy nghĩ về nó. Những người thành công đều dành mọi thời gian suy nghĩ về mục tiêu của mình. Kết quả là họ liên tục hướng tới mục tiêu và những mục tiêu ấy cũng liên tục hướng tới họ. Bất kể điều gì mà bạn dành mọi thời gian trăn trở về nó đều phát triển trong cuộc sống của bạn. Nếu bạn đang suy nghĩ, đang nói và đang hình dung về mục tiêu của mình, thì bạn sẽ có xu hướng hoàn thành nó nhanh hơn những người chỉ hay suy nghĩ và hay nói về những lo lắng, vấn đề rắc rối của bản thân. Dưới đây là phương pháp gồm 7 bước để thiết lập và đạt được mục tiêu mà bạn có thể sử dụng để trở thành triệu phú. Trước tiên, xác định chính xác điều gì bạn mong muốn trong mỗi lĩnh vực của cuộc sống, đặc biệt là trong lĩnh vực tài chính. Hầu hết mọi người đều không làm điều này. Thứ hai, viết rõ ràng và cụ thể mục tiêu đó ra. Khi bạn viết các mục tiêu ra giấy, bạn sẽ thấy có sự ngạc nhiên xảy ra giữa việc suy nghĩ và việc viết ra. Thứ ba, đưa ra thời hạn hoàn thành mỗi mục tiêu. Hãy có thời hạn dự phòng nếu đó là mục tiêu lớn. Hãy xây dựng cho mình mục tiêu hướng tới. Thứ tư, hãy lên danh sách những việc bạn cần làm để có thể đạt được mỗi mục tiêu. Ngay khi có ý tưởng mới, bạn hãy bổ sung chúng vào danh sách này cho tới khi nó hoàn tất. Thứ năm, biến danh sách trên thành một kế hoạch hành động. Xác định xem điều gì sẽ làm trước, điều gì sẽ làm sau, điều gì quan trọng hơn, điều gì kém quan trọng hơn. Thứ sáu, hãy bắt tay thực hiện kế hoạch ngay lập tức. Bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy nhiều mục tiêu và kế hoạch tuyệt vời không bao giờ trở thành hiện thực bởi sự chần chừ, trì hoãn của bạn. Thứ bảy, và có lẽ đây là bước quan trọng nhất, là mỗi ngày hãy làm mọi điều để đưa bạn gần hơn tới mục tiêu quan trọng nhất. Chăm chút tới những hành động hàng ngày sẽ giúp bạn đạt được thành công to lớn trong bất kỳ lĩnh vực nào mà bạn muốn hoàn thành. Ở đây, bạn hãy thực hiện bài tập sau. Viết lên đầu trang giấy cụm từ các mục tiêu cùng ngày tháng hiện tại.
Sau đó liệt kê ra 10 mục tiêu mà bạn muốn đạt được trong 12 tháng tới. Hãy viết các mục tiêu thành những câu ở thì hiện tại, cho dù một năm đã trôi qua và bạn đã đạt được những điều đó. Bắt đầu viết mỗi mục tiêu với từ tôi để hàm ý đó là mục tiêu dành riêng cho bạn. Bằng cách liệt kê ra 10 mục tiêu trong năm tới, bạn đã đưa mình vào nhóm người riêng biệt chỉ chiếm khoảng 3% trong xã hội. Vì thực tế đáng buồn là có tới 97% số người không bao giờ lập ra được danh sách các mục tiêu trong cuộc đời mình. Khi bạn đã lập ra 10 mục tiêu, bạn hãy rà soát từng mục tiêu và tự hỏi, mục tiêu nào trong danh sách này, nếu tôi đạt được, sẽ ảnh hưởng tích cực nhất đến cuộc sống của tôi? Bất kể câu trả lời của bạn là gì, bạn hãy khoanh tròn mục tiêu đó lại và lấy đó là mục tiêu số 1, mục tiêu quan trọng nhất trong tương lai của bạn. Hãy đưa ra thời hạn, lập kế hoạch hành động và hàng ngày thực hiện mọi điều để có thể tới gần mục tiêu đó. Ngay từ bây giờ, hãy suy nghĩ và nói về mục tiêu đó bất kể lúc nào. Suy nghĩ và nói về cách thức bạn có thể đạt được mục tiêu đó. Suy nghĩ và nói về những bước khác nhau mà bạn có thể thực hiện để biến mục tiêu thành hiện thực. Bài tập này sẽ kích thích khả năng sáng tạo và tiềm năng ẩn chứa bên trong con người bạn. Thực hành. Luôn luôn suy nghĩ trên trang giấy. Ngồi xuống, viết ra những mục tiêu của bạn và lập kế hoạch để đạt được những mục tiêu ấy. Bài tập này có thể giúp bạn trở thành triệu phú. 3. Coi mình là một người chủ. Tôi là thuyền trưởng chèo lái linh hồn mình. Tôi là người chủ điều khiển số phận mình. Ngay từ bây giờ, bạn hãy chịu trách nhiệm 100% về những điều bạn có và sẽ có. Không nên đưa ra lý do hay đổ lỗi cho người khác về những rắc rối, thiếu sót của mình. Hãy ngừng phàn nàn về những điều mà bạn thấy không hài lòng trong cuộc sống. Không chỉ trích người khác về bất cứ điều gì. Bạn chịu trách nhiệm về chính mình. Nếu có điều gì đó trong cuộc sống mà bạn không thích, bạn phải có trách nhiệm thay đổi nó. Bạn chịu trách nhiệm về bản thân mình. 3% người Mỹ đứng đầu luôn coi mình là ông chủ của chính mình, không cần biết ai trả lương cho họ. Sai lầm lớn nhất mà bạn có thể mắc phải là suy nghĩ mình làm việc cho người khác chứ không phải cho mình. Bạn luôn là người tự làm chủ chính mình. Cho dù bạn đang làm việc ở đâu trong thời điểm hiện tại thì bạn cũng chính là giám đốc tập đoàn dịch vụ của cá nhân bạn. Khi coi mình là một ông chủ, bạn sẽ phát triển tinh thần doanh nhân, tinh thần của các cá nhân độc lập, tự chịu trách nhiệm, tự khởi đầu. Thay cho việc chờ đợi điều gì đó xảy ra, bạn hãy làm điều đó xảy ra. Bạn hãy coi mình là người chịu trách nhiệm hoàn toàn về sức khỏe, tài chính, sự nghiệp, các mối quan hệ, kiểu sống, ngôi nhà, chiếc xe và tất cả mọi thứ tồn tại trong cuộc sống của bạn. Đây chính là tư duy của một triệu phú tự lập. Những người tự chịu trách nhiệm về mình là những người luôn hướng tới kết quả. Họ luôn chủ động, họ sẵn sàng nhận nhiệm vụ và luôn yêu cầu để chịu trách nhiệm nhiều hơn. Vì thế, họ trở thành người được đánh giá cao nhất trong tổ chức. Họ luôn chuẩn bị để nắm giữ những vị trí có quyền lực và trách nhiệm cao hơn trong tương lai. Bạn cũng nên làm như vậy. Một câu hỏi đặt ra ở đây là, nếu bạn là giám đốc của công ty trong một ngày và hoàn toàn chịu trách nhiệm về kết quả làm việc, thì bạn sẽ quyết định thay đổi điều gì ngay lập tức? Bất kể đó là điều gì, bạn hãy viết ra, lên kế hoạch và thực hiện nó ngay bây giờ. Hành động này có thể thay đổi cuộc đời bạn. Thực hành. Xác định những lý do chính đáng khiến bạn không thể hết lòng với các mục tiêu tài chính của mình. Bạn có đổ lỗi cho ai đó hay điều gì đó kìm hãm bạn trong cuộc sống không? Cho dù điều đó là gì, bạn hãy chịu trách nhiệm hoàn toàn cho cuộc sống của mình và hãy hành động ngay từ bây giờ. Bạn đang nghe kênh Tư Duy Làm Giàu, nếu có điều gì đó ý nghĩa hay viết lại. 4. Hãy làm những điều bạn yêu thích. Khi bạn bắt đầu làm những việc thực sự yêu thích, bạn sẽ cảm thấy mình không phải làm việc một ngày nào trong suốt cuộc đời. Làm những việc thực sự yêu thích là một trong những bí quyết lớn nhất để đạt được thành công tài chính. Một trong những trách nhiệm quan trọng hàng đầu trong cuộc sống là bạn phải tìm ra điều mình thực sự yêu thích, lĩnh vực mình có tài năng thiên bẩm, sau đó tập trung toàn bộ tâm trí để thực hiện nó một cách tốt nhất. Các triệu phú đều là những người đã tìm ra một lĩnh vực mà ở đó sức mạnh và khả năng thiên phú của họ đích thị là những gì công việc đòi hỏi và họ đạt được kết quả mong muốn.
Hầu hết các triệu phú đều nói rằng họ không bao giờ phải làm việc một ngày nào trong cuộc đời mình. Bạn phải tìm ra lĩnh vực mình thực sự say mê, một công việc hoặc một lĩnh vực mà bạn hoàn toàn thích thú. Tập trung mọi sự chú ý của bạn là một minh chứng tự nhiên về tài năng và khả năng đặc biệt của bạn. Khi làm công việc thực sự yêu thích, bạn sẽ thấy trong mình luôn tràn đầy năng lượng, niềm thích thú và những ý tưởng để làm công việc đó tốt hơn. Một câu hỏi đặt ra ở đây, nếu bạn kiếm được 1 triệu đô la, được miễn thuế, thì ngày mai bạn sẽ tiếp tục làm những gì mà hiện bạn đang làm? Đây là một câu hỏi lớn. Đơn giản là, bạn sẽ làm gì nếu bạn có tất cả thời gian và tiền bạc cần thiết và được tự do lựa chọn nghề nghiệp cho mình? Các triệu phú, nếu họ có 1 triệu đô la, họ sẽ tiếp tục làm những việc họ đang làm. Chỉ có điều họ sẽ làm những điều đó khác đi hoặc tốt hơn hoặc ở mức độ cao hơn. Nhưng họ yêu thích công việc của mình đến mức họ sẽ không bao giờ nghĩ đến chuyện từ bỏ nó. Có lẽ trách nhiệm lớn nhất trong cuộc sống của một người trưởng thành, khi bạn đứng giữa rất nhiều lựa chọn khác nhau về sự nghiệp, là bạn phải tìm ra được điều bạn thực sự yêu thích và cống hiến toàn bộ tâm sức của mình cho nó. Và không ai khác ngoài bạn có thể làm điều này giúp bạn. Thực hành. Hãy xác định loại hình công việc mà bạn thích nhất. Tính đến nay, hoạt động nào đóng góp nhiều nhất cho thành công của bạn trong cuộc sống? Nếu bạn có thể làm bất kỳ công việc nào và đạt được thành công ở đó thì bạn sẽ chọn công việc nào? Hãy thiết lập nó như một mục tiêu, lập kế hoạch và bắt đầu hành động theo hướng đó ngay từ hôm nay. 5. Cam kết với sự hoàn hảo. Chất lượng cuộc sống của bạn sẽ được quyết định bởi độ sâu sắc từ lời cam kết với sự hoàn hảo của bạn, cho dù bạn chọn lĩnh vực nào. Giải quyết ngày hôm nay là cách tốt nhất cho những gì bạn có thể làm. Hãy lập ra mục tiêu cho bản thân để trở thành top 10% đứng đầu trong lĩnh vực của mình, cho dù đó là lĩnh vực gì. Quyết định này sẽ giúp bạn thành công. Đại thành công trong công việc của mình có thể trở thành bước ngoặt trong cuộc đời bạn. Gần như tất cả những người thành công đều trở nên xuất sắc trong lĩnh vực mà họ lựa chọn. Nhớ rằng, không ai có thể làm tốt hơn bạn và không ai thông minh hơn bạn. Tất cả những người trong top 10% đứng đầu ngày nay đều bắt đầu từ những người trong top 10% dưới cùng. Tất cả những người đang làm tốt công việc hiện tại đều từng làm không tốt. Tất cả những người đứng đầu trong lĩnh vực của họ từng có thời gian làm những lĩnh vực khác. Và với vô số người khác làm tốt được, thì bạn cũng có thể làm tốt được. Đây là một quy tắc tuyệt vời để đi đến thành công. Cuộc sống của bạn chỉ tốt hơn khi bạn làm việc tốt hơn. Và vì không có giới hạn nào ngăn cản việc bạn có thể trở nên tốt hơn đến đâu, nên cũng không có giới hạn nào ngăn cản việc bạn có thể làm cuộc sống của mình tốt hơn đến đâu. Quyết tâm để đạt được sự hoàn hảo, lọt vào top 10% những người đứng đầu trong lĩnh vực của mình, là bước ngoặt trong cuộc đời bạn. Đây là chìa khóa để đi đến thành công. Nó cũng là nền tảng cho bạn tự tin, tự tôn và hãnh diện về bản thân. Khi thực sự làm tốt những điều bạn làm, bạn sẽ cảm thấy bản thân rất tuyệt vời. Sự xuất sắc trong công việc ảnh hưởng tới toàn bộ tính cách và mối quan hệ của bạn với người khác. Bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc và tự hào khi bạn biết rằng mình thuộc những người đứng đầu trong lĩnh vực của mình. Đây là một trong những câu hỏi quan trọng nhất mà bạn phải tự hỏi và trả lời từ nay cho tới khi kết thúc sự nghiệp của mình. Kỹ năng nào, nếu tôi phát triển và sử dụng nó một cách hoàn hảo, sẽ có tác động tích cực nhất đến cuộc sống của tôi? Bạn có thể không làm tốt tất cả mọi thứ ngay bây giờ, nhưng bạn có thể xác định một kỹ năng hữu ích nhất cho mình. Sau đó tập trung toàn bộ tâm sức để phát triển kỹ năng đó. Hãy đặt nó như một mục tiêu, viết ra, đặt thời hạn, lập kế hoạch, và mỗi ngày hãy phấn đấu làm tốt hơn trong lĩnh vực ấy. Bạn sẽ thấy hoàn toàn ngạc nhiên về sự khác biệt mà quyết tâm đi đến thành công này của bạn mang lại. Quyết tâm này sẽ giúp bạn trở thành triệu phú trong sự nghiệp của mình. Thực hành. Xác định những lĩnh vực bạn chịu trách nhiệm chính trong công việc hiện tại của bạn. Những phần nào trong công việc bạn phải thực hiện tích cực, xuất sắc để giúp bạn trở thành người đứng đầu trong lĩnh vực của mình. Điểm mạnh và điểm yếu của bạn ở đâu? Hãy lập kế hoạch để bạn phát triển được kỹ năng có thể giúp bạn đạt được thành công nhiều nhất. 6. Làm việc lâu hơn, chăm chỉ hơn. Càng chăm chỉ làm việc, tôi càng nhận được nhiều điều may mắn.
tất cả các triệu phú tự thân lập nghiệp đều làm việc rất nhiều và rất nhiều. Họ thường bắt tay vào công việc sớm hơn, làm việc chăm chỉ hơn và ở lại văn phòng làm việc muộn hơn. Họ là những người nổi tiếng nhất trong số những người làm việc chăm chỉ nhất trong lĩnh vực của họ. Và tất cả mọi người đều biết thế. Hãy thực hành công thức 40 cộng. Theo công thức này, bạn làm việc 40 giờ một tuần để tồn tại. Những điều bạn làm trên 40 giờ là để đạt được thành công. Nếu bạn chỉ làm việc 40 giờ, trung bình là khoảng 35 giờ, thì tất cả những điều bạn làm chỉ là để tồn tại. Bạn sẽ không bao giờ vượt xa hơn. Bạn sẽ không bao giờ đạt được thành công lớn về tài chính. Bạn sẽ không bao giờ được đồng nghiệp đánh giá cao và kính trọng. Bạn sẽ mãi chỉ là những người làm việc bình thường với 40 giờ làm việc mỗi tuần. Nhưng mỗi một giờ ngoài 40 giờ làm việc chính lại là một sự đầu tư trong tương lai của bạn. Thực tế, bạn có thể nói được một cách chính xác vị thế bạn sẽ đạt được trong vòng 5 năm tới bằng cách nhìn vào số giờ làm thêm ngoài 40 giờ làm việc mà bạn làm mỗi tuần. Ở đây không gì thay thế được việc bạn cần làm việc chăm chỉ hơn. Các triệu phú Mỹ thường làm việc trung bình 59 giờ một tuần. Rất nhiều người làm việc 70 hoặc 80 giờ, đặc biệt là những người mới bắt đầu sự nghiệp. Họ làm việc trung bình 6 ngày một tuần, thay vì mức trung bình 5 ngày một tuần và ngày làm việc của họ dài hơn. Nếu bạn muốn gọi điện thoại cho một triệu phú nào đó, hãy gọi điện đến văn phòng làm việc trước và sau giờ làm việc bình thường. Họ đã có mặt ở văn phòng khi đồng nghiệp giờ hành chính của họ đến và vẫn ở đó khi đồng nghiệp của họ về. Đây là một nguyên tắc quan trọng. Hãy làm việc trong tất cả thời gian bạn làm việc. Khi bạn làm việc, đừng lãng phí thời gian. Khi bạn đến văn phòng, hãy ngồi xuống và bắt tay ngay vào công việc. Khi mọi người muốn nói chuyện với bạn, hãy tìm lý do và nói: "Xin lỗi, tôi phải trở lại công việc." Đừng mất thời gian vào việc dọn dẹp, gọi điện buôn chuyện với bạn bè, tán gẫu với đồng nghiệp hoặc đọc báo. Hãy làm việc trong toàn bộ thời gian làm việc. Ngay từ bây giờ bạn hãy trở thành người làm việc chăm chỉ nhất công ty. Điều này sẽ giúp bạn có được sự chú ý của những người có thể giúp bạn nhanh hơn bất kể những gì bạn làm. Thực hành. Hãy lập ra kế hoạch ngay hôm nay để tăng số giờ làm việc của bạn lên mỗi ngày. Hãy đến văn phòng làm việc sớm hơn một giờ và bắt tay ngay vào việc. Làm việc trong giờ nghỉ trưa ngay cả khi những người khác đã nghỉ, ở lại văn phòng muộn hơn một giờ. Chiến lược này sẽ nâng gấp đôi công suất làm việc của bạn trong khi chỉ cần làm thêm 2 giờ mỗi ngày. 7. Học tập suốt đời. Không ngừng học tập là yêu cầu tối thiểu để thành công trong bất kỳ lĩnh vực nào. Gần như bạn có khả năng vô tận để học hỏi và hoàn thiện trong lĩnh vực bạn đã lựa chọn. Bạn có thêm trí lực, khả năng, trí tuệ nhiều hơn bạn đã từng sử dụng nếu bạn phấn đấu phát triển bản thân trong phần đời còn lại. Bạn thông minh hơn bạn tưởng tượng. Không có trở ngại nào bạn không thể vượt qua. Không có vấn đề nào bạn không thể giải quyết. Không có mục đích nào bạn không thể đạt được bằng cách áp dụng sức mạnh trí tuệ của bạn vào từng hoàn cảnh. Nhưng trí tuệ của bạn cũng giống như cơ bắp. Nó chỉ phát triển khi được sử dụng. Giống như phải kéo căng cơ bắp để phát triển chúng, bạn cũng phải vận động các cơ bắp tinh thần để phát triển trí tuệ của mình. Tin mừng là học càng nhiều, bạn càng có thể học được nhiều. Nó cũng giống như việc bạn chơi thể thao càng nhiều thì bạn chơi thể thao càng tốt. Bạn càng cố gắng học hỏi suốt đời, bạn càng dễ dàng học hỏi hơn. Lãnh đạo là những người ham học hỏi. Học hỏi không ngừng là chìa khóa của thế kỷ 21. Học hỏi suốt đời là yêu cầu tối thiểu cho mọi thành công trong bất kỳ lĩnh vực nào. Hãy quyết định ngay ngày hôm nay là bạn sẽ trở thành một sinh viên tốt trong lĩnh vực của mình. Và bạn sẽ tiếp tục học tập và trở nên tốt hơn trong suốt cuộc đời mình. Có 3 nguyên tắc quan trọng để bạn có thể học hỏi suốt đời. Thứ nhất, bạn phải dành ít nhất 30 đến 60 phút mỗi ngày để đọc về lĩnh vực của mình. Đọc là cách rèn luyện trí óc, giống như tập thể dục với cơ thể. Mỗi ngày đọc 1 giờ, một tuần đọc xong một cuốn sách. Nếu mỗi tuần đọc một cuốn sách thì một năm bạn sẽ đọc được 50 cuốn sách và 10 năm bạn sẽ đọc được 500 cuốn sách. Vì trung bình một người lớn một năm chưa đọc nổi một cuốn sách nên khi bạn bắt đầu đọc 1 giờ một ngày, một cuốn sách một tuần thì việc này sẽ mang lại cho bạn một lợi thế rất lớn. Bạn sẽ trở thành một trong những người thông minh nhất, xuất sắc nhất, được trả công cao nhất bằng cách đơn giản là đọc sách 1 giờ mỗi ngày.
Thứ hai là bạn lắng nghe các chương trình phát thanh khi bạn lái xe. Trung bình một người ngồi trên xe khoảng 500 đến 1.000 giờ mỗi năm, tương đương với 12 đến 24 giờ mỗi tuần, tương đương với 3 đến 6 tháng làm việc và tương đương với từ 1 đến 2 học kỳ tại một trường đại học. Bạn hãy biến chiếc xe của bạn thành một chiếc máy học, thành một trường đại học. Đừng bao giờ chạy xe mà không bật chương trình giáo dục lên để nghe. Rất nhiều người trở thành triệu phú bằng cách học qua các chương trình phát thanh. Đây là lý do tại sao chương trình học qua đài phát thanh thường được gọi là sự đột phá vĩ đại nhất trong giáo dục từ khi loài người phát minh ra phương tiện in ấn. Thứ ba là tham gia vào các khóa học và hội thảo mà bạn thấy có thể giúp bạn cải thiện năng lực trong lĩnh vực của mình. Sự kết hợp của sách, chương trình phát thanh và các buổi hội thảo sẽ giúp bạn tiết kiệm được hàng trăm giờ đồng hồ và hàng nghìn đô la cùng nhiều năm làm việc vất vả để có thể đạt được mức độ thành công tài chính mà bạn mong muốn. Ngay từ hôm nay bạn hãy quyết tâm để trở thành một người học tập suốt đời. Bạn sẽ thấy ngạc nhiên về tác động của nó đến sự nghiệp của bạn. Học tập suốt đời có thể là nhân tố chính để bạn trở thành triệu phú. Thực hành. Lựa chọn một chủ đề có thể giúp bạn làm việc năng suất hơn, hiệu quả hơn trong lĩnh vực của mình. Đặt mục tiêu để trở thành chuyên gia trong chủ đề đó. Biến nó thành dự án làm cho chính mình. Đọc lại chủ đề đó hàng ngày. Nghe chương trình phát thanh về chủ đề đó. Tham gia hội thảo. Bắt tay vào dự án như thể tương lai của bạn phụ thuộc vào nó. 8. Trước hết hãy trả công cho mình. Hãy giữ lại một phần trong tổng số tiền bạn kiếm được. Nếu bạn không tiết kiệm được đồng nào, thì bạn sẽ không thể gieo được những hạt giống thành công. Ngay từ hôm nay bạn hãy quyết tâm tiết kiệm và đầu tư ít nhất 10% thu nhập của mình trong toàn bộ cuộc đời làm việc. Gửi 10% tiền lương mỗi lần bạn nhận được vào một tài khoản đặc biệt để tích lũy tài chính. Nếu trong cả đời mình, bạn dành dụng được 100 đô la một tháng và đầu tư vào một quỹ tương hỗ ít nhất 10% một năm, thì bạn sẽ có tài khoản hơn 1 triệu đô la khi bạn về hưu. Điều này có nghĩa là bất kỳ ai, kể cả những người có mức lương tối thiểu, nếu bắt đầu biết tiết kiệm từ sớm và tiết kiệm đủ lâu, thì đều có thể trở thành triệu phú sau khi họ tới tuổi về hưu. Phát triển thói quen tiết kiệm và đầu tư tiền không phải là dễ. Nó đòi hỏi bạn phải có lòng quyết tâm và một ý chí cao độ. Nếu bạn coi đây là một mục tiêu, hãy viết nó ra, lập một kế hoạch và thực hiện nó. Khi thói quen này ăn vào tiềm thức của bạn và trở thành điều tất yếu, thành công tài chính chắc chắn sẽ đến với bạn. Hãy tập tính tần tiện trong mọi thứ. Hãy cẩn thận với từng đồng, từng xu. Hãy đặt câu hỏi với mọi khoản tiêu xài. Hãy hoãn những quyết định mua sắm quan trọng ít nhất là một tuần, nếu không thì một tháng. Bạn càng có thời gian quyết định lâu, bạn càng đưa ra quyết định đúng đắn và bạn sẽ mua được với giá càng tốt. Lý do chính của những người về hưu phải chịu cảnh nghèo khổ là do họ đã tiêu xài phung phí trước đó. Họ mua những gì mình thích mà không suy nghĩ gì. Họ trở thành nạn nhân của cái gọi là định luật Parkinson, cho rằng chi phí tăng để bắt kịp thu nhập. Điều này có nghĩa là dù bạn kiếm được bao nhiêu tiền, bạn cũng sẽ tiêu hết bấy nhiêu, thậm chí là nhiều hơn nữa. Bạn không bao giờ để dành và thoát khỏi các khoản nợ nần. Bạn đừng để mình trở thành nạn nhân của định luật Parkinson. Nếu bạn không tiết kiệm được 10% thu nhập thì ngay hôm nay, bạn hãy bắt đầu tiết kiệm 1% thu nhập vào một tài khoản đầu tư và tiết kiệm riêng. Bạn hãy thực hiện điều này vào đầu mỗi tháng, trước cả khi bạn phải thanh toán các khoản công nợ. Hãy sống với 99% thu nhập của bạn. Khi thấy thoải mái hơn với 99% thu nhập của mình, bạn hãy tăng số tiền tiết kiệm lên 2%, 3%, sau đó 4% và tiếp tục tăng lên. Trong một năm, bạn sẽ để dành được 10% và có thể là 15% hoặc 20% thu nhập của bạn và sống thoải mái với mức cân đối thu chi của mình. Khi đó, tài khoản tiết kiệm và đầu tư của bạn cũng sẽ bắt đầu tăng lên. Bạn sẽ thận trọng hơn với việc chi tiêu và các khoản nợ của bạn bắt đầu được trả. Trong vòng 1 hoặc 2 năm, bạn sẽ kiểm soát được toàn bộ đời sống tài chính của mình và sẽ bước vào con đường trở thành triệu phú. Bất kỳ ai cố gắng thực hiện quá trình này đều thấy được hiệu quả. Vì vậy, bạn hãy áp dụng cho chính mình. Thực hành. Mở một tài khoản đặc biệt để tích lũy tài chính ngay từ hôm nay. Hãy đặt một khoản tiền vào trong tài khoản,
không quan trọng là nó bao nhiêu. Sau đó, hãy tạo cơ hội để tăng dần tài khoản đó lên. Hãy bắt đầu nghiên cứu về đồng tiền để bạn hiểu nó sinh sôi, phát triển thế nào. Hãy đọc sách và tạp chí của các chuyên gia về lĩnh vực này. Đừng bao giờ ngừng tiết kiệm, học tập và phát triển cho tới khi bạn trở nên độc lập về tài chính. Bạn đang nghe kênh Tư Duy Làm Giàu. Nếu có điều gì đó ý nghĩa hay viết lại. 9. Học mọi chi tiết về công việc của mình. Nếu bạn trở nên xuất sắc trong công việc mình làm thì không gì có thể ngăn cản được việc bạn sẽ được trả công cao hơn và thăng tiến nhanh hơn. Thị trường sẽ trả phần thưởng tuyệt vời cho những thành tích xuất sắc, phần thưởng trung bình cho những thành tích trung bình, phần thưởng kém cỏi cùng sự thất bại, tuyệt vọng cho những thành tích kém cỏi. Bạn nên đặt mục tiêu trở thành một chuyên gia trong lĩnh vực mình lựa chọn bằng cách học mọi chi tiết để làm công việc của bạn ngày càng tốt hơn. Đọc mọi tạp chí viết về lĩnh vực của bạn. Đọc và nghiên cứu những cuốn sách mới nhất. Tham gia các khóa học và hội thảo của các chuyên gia trong lĩnh vực của bạn. Gia nhập hiệp hội nghề nghiệp hay thương mại. Tham gia mọi cuộc họp và liên kết với những người đứng đầu khác trong lĩnh vực của bạn. Theo quy luật tổ hợp thông tin, một cá nhân có khả năng kết hợp và sử dụng khối lượng thông tin nhiều nhất trong bất kỳ lĩnh vực nào thì sẽ nhanh chóng trở thành người đứng đầu của lĩnh vực đó. Nếu bạn là người bán hàng, bạn hãy trở thành một sinh viên năng nổ, cả đời nghiên cứu quá trình bán hàng. Trung bình top 20% những người bán hàng đứng đầu sẽ kiếm được số tiền gấp 16 lần so với 80% những người ở top cuối. Top 10% những người đứng đầu còn kiếm được nhiều hơn. Nếu bạn là nhà quản lý, hãy quyết tâm để trở thành một nhà quản lý chuyên nghiệp nổi tiếng. Nếu bạn đang bắt đầu xây dựng công ty cho riêng mình, hãy học các chiến lược, chiến thuật kinh doanh và cố gắng đưa ra những ý tưởng mới mỗi ngày. Hãy đặt mục tiêu để bạn trở thành người giỏi nhất trong lĩnh vực kinh doanh hay nghề nghiệp của mình. Một chi tiết, một cách nhìn, một ý tưởng nhỏ cũng có thể là một bước ngoặt trong sự nghiệp của bạn. Vì vậy, hãy luôn tìm kiếm nó. Thực hành. Hãy xác định xu hướng trong công việc của bạn. Những phẩm chất cốt lõi hay những kỹ năng quan trọng nào sẽ giúp bạn trở thành người đi đầu trong lĩnh vực của mình trong tương lai. Hãy đưa ra một kế hoạch ngay hôm nay và phát triển những kỹ năng đó, áp dụng nó trong công việc hàng ngày. 10. Tận tâm phụng sự người khác. Bạn có thể đạt được mọi điều bạn muốn nếu bạn giúp đỡ người khác có được những gì họ muốn. Phần thưởng bạn nhận được trong cuộc sống luôn tỷ lệ thuận với việc phụng sự người khác của bạn. Các triệu phú luôn bị ám ảnh với việc phụng sự khách hàng. Họ nghĩ về khách hàng của mình mọi lúc, mọi nơi. Họ không ngừng tìm ra những cách thức mới và tốt hơn để phục vụ khách hàng của họ. Bạn hãy tự đặt ra những câu hỏi này. Khách hàng thực sự mong muốn điều gì? Điều gì khách hàng đánh giá cao? Tôi có thể làm gì cho khách hàng tốt hơn những người khác? Tại sao hôm nay khách hàng của tôi lại mua sản phẩm của người khác và tôi phải làm gì để họ mua của tôi? Thành công của bạn trong cuộc sống sẽ tỷ lệ thuận với những điều bạn làm sau khi bạn làm những điều người ta mong đợi từ bạn. Hãy luôn tìm kiếm cơ hội để làm nhiều hơn những gì bạn được trả. Luôn luôn tìm cách đi thêm một dặm để làm cho khách hàng nhiều hơn những gì được yêu cầu và trả công. Vì nên nhớ trên một dặm thêm này sẽ không bao giờ gặp phải tắc đường. Khách hàng của bạn là những người mà thành công của bạn phụ thuộc vào họ. Điều này có nghĩa là cấp trên, đồng nghiệp cũng là khách hàng như những người mua sản phẩm dịch vụ của bạn. Khách hàng của bạn cũng là những người mà thành công và sự hài lòng của họ phụ thuộc vào bạn. Đây là câu hỏi bạn phải tự hỏi và tự trả lời. Hôm nay tôi có thể làm gì để tăng giá trị dịch vụ cho khách hàng? Hãy tìm cách tăng giá trị cho những điều bạn làm và những người phụ thuộc vào bạn mỗi ngày. Một tiến độ nhỏ trong cách bạn phục vụ khách hàng có thể là nền tảng quan trọng cho thành công tài chính của bạn. Đừng bao giờ ngừng tìm kiếm những cách thức nhỏ bé để phục vụ khách hàng tốt hơn. Ngày nay, khách hàng coi trọng tốc độ hơn so với trước kia. Vì vậy, bất kể khi nào khách hàng yêu cầu điều gì đó, bạn nên nói, "Thưa quý khách, có ngay đây." Đây là những từ ngọt ngào nhất mà khách hàng của bạn muốn nghe. Thực hành. Xác định đối tượng khách hàng quan trọng nhất, cả bên trong và bên ngoài tổ chức của bạn. Ai là người bạn lệ thuộc nhiều nhất? Ai là người phụ thuộc vào bạn nhiều nhất? Ngay từ hôm nay,
bạn có thể làm gì để chăm sóc họ tốt hơn? 11. Thành thật tuyệt đối với chính mình và với người khác. Tư duy là điểm khởi đầu của mọi sự thịnh vượng, thành công, tài lộc, mọi phát minh, khám phá vĩ đại và tất cả các thành tựu khác. Có lẽ phẩm chất được coi trọng và đánh giá cao nhất mà bạn có thể phát triển được là tính. Chính trực. Hãy tuyệt đối thành thật với mọi điều bạn làm, mọi công việc và hành động của bạn. Đừng bao giờ thỏa hiệp với tính chính trực. Hãy nhớ rằng lời nói của bạn là bản giao ước và chữ tín là hàng đầu trong kinh doanh. Mọi hoạt động kinh doanh thành công đều dựa trên lòng tin. Việc bạn có trở thành triệu phú hay không sẽ được quyết định bởi số người tin tưởng bạn, sẵn lòng làm việc cho bạn lòng tin, cho bạn vay tiền, mua sản phẩm và dịch vụ của bạn và giúp bạn trong những thời điểm khó khăn. Nhân cách của bạn là tài sản quan trọng nhất mà bạn có thể phát triển trong suốt cuộc đời và nền tảng của nhân cách là tính chính trực mà bạn có thể rèn luyện được. Chìa khóa đầu tiên để phát triển tính chính trực là hãy thành thật với bản thân mình trong tất cả mọi điều. Thành thật cao nhất là với con người bên trong bạn. Thành thật với bản thân nghĩa là đã làm thì làm cho tốt. Chính trực được thể hiện ở bên trong qua tính trung thực cá nhân và thể hiện ra bên ngoài bởi chất lượng công việc. Chìa khóa thứ hai để phát triển lòng chính trực là hãy thành thật với người khác, sống thật với tất cả mọi người. Đừng bao giờ nói hoặc làm điều gì mà bạn không tin là đúng, là tốt, là chân thật. Hãy từ chối lòng chính trực của mình để đổi lấy bất cứ điều gì. Hãy sống với những tiêu chuẩn cao nhất mà bạn biết. Ở đây có một câu hỏi để bạn thường xuyên đưa ra và trả lời. Thế giới của tôi sẽ như thế nào nếu mọi người đều giống tôi? Câu hỏi này buộc bạn phải đưa ra những tiêu chuẩn cao cho mình và không ngừng nâng cao hơn nữa các tiêu chuẩn ấy. Hãy hành động như thể mọi lời nói và hành động của bạn đã trở thành quy luật vũ trụ. Hãy thể hiện bản thân như thể mọi người đang dõi theo bạn và đang lấy bạn làm gương. Và khi nào nghi ngờ, bạn hãy làm những điều đúng đắn, cho dù nó là gì và chi phí bao nhiêu. Thực hành. Bất kỳ vấn đề nào trong cuộc sống của bạn cũng có thể giải quyết được bằng cách quay trở về với các giá trị của mình. Chúng là gì? Bạn tin tưởng điều gì và đại diện cho điều gì? Bất cứ khi nào bạn thấy căng thẳng, khi đó có nghĩa là bạn đang thỏa hiệp với một trong những giá trị của bạn. Bất kể căng thẳng đó là gì, ngay giây phút này hãy cố gắng thành thực nhất với những điều mà bạn tin là quan trọng trong cuộc sống của mình. 12. Xác định điều ưu tiên cao nhất và tập trung toàn bộ tâm trí vào đó. Người do dự thường không kiên định trong bất cứ điều gì. Hãy làm những việc cần phải làm ngay. Khi bạn phát triển thói quen định hình các ưu tiên nổi trội và tập trung toàn bộ tâm trí vào đó, bạn sẽ có khả năng hoàn thành bất kỳ điều gì bạn muốn trong cuộc sống. Chiến thuật cốt lõi này là nhân tố chính đem lại thu nhập cao, sự giàu có và độc lập tài chính cho hàng nghìn, thậm chí hàng triệu người. Khả năng xác định điều ưu tiên cao nhất và bắt tay vào việc để đạt được điều đó là bài kiểm tra và thước đo quan trọng để đo lường ý chí, kỷ luật và nhân cách của bạn. Đây là thói quen khó phát triển nhất nhưng quan trọng nhất nếu bạn muốn có thành công lớn. Ở đây xin được đưa ra một phương pháp. Hãy lập danh sách tất cả mọi thứ bạn phải làm trước khi bạn bắt tay và thực hiện bất kỳ mục tiêu nào. Xác lập các ưu tiên trên danh sách đó bằng cách luôn luôn tự hỏi mình 4 câu hỏi sau. Câu hỏi thứ nhất, đâu là các hoạt động có giá trị cao nhất của tôi? Trong số các việc bạn làm, việc nào có giá trị nổi trội hơn cho công việc và doanh nghiệp của bạn? Câu hỏi thứ hai, tại sao tôi được trả công? Chính xác bạn được thuê để thực hiện công việc gì? Tập trung vào kết quả, không phải các hoạt động. Câu hỏi thứ ba, điều gì mà tôi và chỉ tôi mới có thể làm? Và nếu làm tốt thì sẽ tạo sự khác biệt thực sự. Đây là nhiệm vụ đặc biệt chi bạn mới có thể làm được. Nếu bạn không làm nó thì không ai làm nó tốt hơn. Nhưng nếu bạn làm nó và bạn làm tốt thì nó có thể tạo nên sự khác biệt có ý nghĩa trong doanh nghiệp cũng như cuộc sống của bạn. Nhiệm vụ đó là gì? Câu hỏi thứ tư, hiện giờ điều gì có giá trị nhất mà tôi dành thời gian thực hiện? Sẽ chỉ có một câu trả lời cho câu hỏi này vào bất kỳ lúc nào. Xác định được điều giá trị nhất mà bạn dành thời gian thực hiện và sau đó bắt tay ngay vào công việc chính là chìa khóa để bạn đạt được thành công tài chính. Cuối cùng, hãy chuyên tâm với một nhiệm vụ quan trọng nhất và hãy kiên trì thực hiện cho đến khi nó được hoàn thành 100%.
hãy kiên nhẫn và không để trệch hướng hay rối trí. Hãy thúc mình vào công việc cho đến khi nó được thực hiện. Nếu liên tục xác định các ưu tiên và tập trung vào nhiệm vụ có giá trị cao nhất, bạn sẽ có khả năng thể hiện tốt nhất. Dần dần, thói quen này sẽ trở nên tự động và sẽ đảm bảo cho thành công trong cuộc sống. Chỉ cần thói quen này thôi cũng có thể giúp bạn trở thành triệu phú. Thực hành. Xác định điều quan trọng nhất bạn có thể làm ngay bây giờ để đạt được mục tiêu quan trọng nhất, rồi tự rèn luyện mình để làm việc đó, chỉ một việc đó, cho đến khi hoàn tất 100%. Khả năng làm công việc này, chỉ công việc này có thể thay đổi toàn bộ cuộc đời bạn. 13. Tạo dựng danh tiếng về tốc độ và độ tin cậy. Hãy làm công việc của bạn, nhưng không chỉ dừng lại ở công việc. Chỉ cần thêm một chút, thì cái một chút này sẽ có được giá trị nhiều hơn so với toàn bộ phần còn lại. Thời gian là tiền bạc của thế kỷ 21. Tất cả mọi người ngày nay đều đang sống trong sự vội vã khác thường. Khách hàng thậm chí không biết là ngay lúc này họ lại muốn có một sản phẩm hoặc dịch vụ mà hôm qua họ đã từng muốn. Mọi người càng ngày càng ít kiên nhẫn hơn. Những khách hàng trung thành sẽ thay đổi nhà cung cấp chi qua một đêm, nếu người khác phục vụ họ nhanh hơn nhà cung cấp hiện thời. Ngày nay, thỏa mãn lập tức vẫn là chưa đủ nhanh như người ta mong đợi. Công việc của bạn là bạn phải gây dựng được thanh danh về tốc độ, phát triển cảm giác khẩn cấp, phát triển thiên hướng hành động nhanh để nắm bắt cơ hội, hành động nhanh khi mọi người muốn hay cần điều gì đó, hành động nhanh khi bạn nhìn thấy điều gì đó cần được thực hiện. Khi sếp hay khách hàng yêu cầu bạn làm điều gì đó, bạn hãy gác mọi thứ lại và thực hiện yêu cầu đó nhanh đến mức khiến họ ngạc nhiên. Bạn từng nghe ai đó nói rằng, bất kỳ khi nào bạn muốn điều gì đó được thực hiện thì hãy đưa nó cho một người bận rộn. Những người nổi tiếng nhanh nhẹn sẽ thu hút được nhiều cơ hội hơn và có nhiều khả năng hơn đến với họ. Họ có nhiều cơ hội để làm nhiều thứ hơn và làm nhanh hơn so với những người chỉ làm việc khi họ thấy có hứng. Khi bạn kết hợp các khả năng của mình để lựa chọn nhiệm vụ cần ưu tiên nhất với cam kết thực hiện nó nhanh nhất và tốt nhất, bạn sẽ thấy mình đang tiến lên phía trước. Nhiều cơ hội sẽ mở ra với bạn hơn cả những gì bạn có thể tưởng tượng. Thực hành. Lựa chọn một nhiệm vụ quan trọng mà bạn không thể trì hoãn để bắt tay vào làm hoặc để hoàn thành và hãy kiên quyết thực hiện nó ngay lập tức. Hãy tự mình nhắc đi nhắc lại câu thần chú. Phải làm ngay. Phải làm ngay. Phải làm ngay. Bạn đang nghe kênh Tư Duy Làm Giàu. Nếu có điều gì đó ý nghĩa hay viết lại. 14. Chuẩn bị leo từ đỉnh cao này tới đỉnh cao kia. Chiến thắng không phải là ở một thời điểm nào đó mà là ở mọi thời điểm. Giống như một nhà leo núi. Sau khi leo lên một đỉnh núi, người đó sẽ phải đi xuống thung lũng trước khi leo lên một đỉnh núi khác. Cuộc đời và sự nghiệp của bạn cũng sẽ là chuỗi những thăng trầm như vậy. Bạn đã từng nghe câu nói, cuộc đời là một quá trình tiến hai bước, lùi một bước chưa? Kinh doanh cũng có những chu kỳ và xu hướng, có chu kỳ xuống và chu kỳ lên. Thông thường, xu hướng trong kinh doanh có thể dẫn một sự thay đổi hoàn toàn trong toàn ngành kinh doanh. Chúng ta thấy qua ví dụ của Internet ngày nay. Internet và sự phát triển công nghệ trong mọi phương diện đang thay đổi nhiều ý tưởng và niềm tin về phương thức kinh doanh vốn đã định hình từ lâu. Phát triển một viễn cảnh lâu dài. Hãy có cái nhìn xa hơn trong tất cả mọi việc bạn làm. Lên kế hoạch 2, 3, 4, 5 năm cho tương lai và không cho phép bản thân rơi vào trạng thái cảm xúc bất ổn với những thăng trầm ngắn hạn của cuộc sống thường nhật. Hãy ghi nhớ rằng tất cả mọi thứ trong cuộc sống của bạn đều chuyển động trong chu kỳ và xu hướng của nó. Hãy bình tĩnh, tự tin và thoải mái với những dao động nhất thời trong sự nghiệp của bạn. Khi bạn có mục tiêu và kế hoạch rõ ràng mà bạn đang xúc tiến hàng ngày thì dần dần xu hướng chung trong cuộc sống của bạn sẽ hướng về phía trước và hướng lên trên. Thực hành. Xác định các chu kỳ và xu hướng quan trọng trong công việc kinh doanh của bạn. Thị trường đang đi đến đâu? Điều gì đang thay đổi và làm thế nào để bạn thích ứng được với những thay đổi đó? Bạn cần làm gì hôm nay để sẵn sàng tận dụng lợi thế của thế giới mới ngày mai? Bất cứ câu trả lời là gì, bạn hãy bắt tay thực hiện ngay bây giờ. 15. Tự rèn luyện kỷ luật trong tất cả mọi việc. Tự rèn luyện là khả năng để bạn có thể làm cái bạn cần làm, khí bạn cần làm,
cho dù bạn có thích nó hay không. Tự rèn luyện là phẩm chất quan trọng nhất cho thành công trong cuộc sống và để trở thành một triệu phú. Nếu bạn có thể tự rèn luyện mình để làm những điều bạn cần làm, trong thời điểm cần thiết phải làm, bất kể bạn có thích hay không, thì thành công chắc chắn sẽ đến với bạn. Chìa khóa để trở thành triệu phú là có viễn cảnh dài hạn kết hợp với khả năng trì hoãn sự hài lòng trước mắt. Đó là khả năng thiết lập mục tiêu dài hạn để bạn trở nên độc lập về tài chính, sau đó tự ép mình vào kỷ luật trong từng ngày, từng lần mua sắm, chi để tập trung làm những gì đảm bảo cuối cùng bạn sẽ đạt được mục tiêu dài hạn. Tự rèn luyện bản thân yêu cầu bạn phải tự chủ, tự kiểm soát, tự chịu trách nhiệm và tự dẫn đường cho chính mình. Sự khác nhau giữa người thành công và người thất bại là những người thành công có thói quen làm những điều mà người thất bại không thích làm. Đó là những điều gì? Những điều mà người thất bại không thích làm cũng là những điều mà người thành công không thích làm. Nhưng dù thế nào thì người thành công vẫn làm những điều không thích ấy bởi họ nhận ra rằng đây là cái giá họ phải trả cho thành công mà họ khao khát. Người thành công tập trung nhiều hơn vào những kết quả đem tới sự hài lòng, trong khi người thất bại quan tâm nhiều hơn tới các phương thức mang lại niềm vui. Những người thành công thường hành động để đạt mục tiêu, còn người thất bại hành động để giải tỏa căng thẳng. Người thành công làm những điều khó nhọc, cần thiết và quan trọng. Trái lại, những người thất bại thích làm những điều đó để vui vẻ, đem lại cho họ sự thỏa mãn tức thời. Điều tuyệt vời là khi tự rèn luyện mình trong lĩnh vực nào đó thì tinh thần tự rèn luyện trong các lĩnh vực khác của bạn cũng nhờ đó mà tăng thêm. Mỗi lần bạn thực hành tự rèn luyện, lòng tự trọng của bạn cũng nhân lên. Bạn yêu quý và tôn trọng mình hơn. Bạn càng thực hiện nhiều kỷ luật trong những việc nhỏ bé, bạn càng có khả năng thực hiện được những kỷ luật khó khăn cần thiết để bạn nắm bắt được những cơ hội lớn lao và vượt qua những thách thức cam go trong cuộc sống. Nhớ rằng, mọi thứ trong cuộc sống là một bài kiểm tra. Hàng ngày, hàng giờ, hàng phút, bạn hãy kiểm tra khả năng tự kiểm soát, điều khiển và tự rèn luyện của mình. Kiểm tra để xem bạn có thể tự mình làm những điều quan trọng nhất và gắn bó với chúng cho đến khi chúng được hoàn thành hay không. Kiểm tra để xem bạn có thể để tâm vào những điều bạn muốn và nơi bạn sẽ đến chứ không chỉ suy nghĩ hay nói về những điều mà bạn không muốn hoặc những rắc rối mà bạn gặp phải trong quá khứ hay không. Khi bạn vượt qua từng kỳ kiểm tra này, bạn hãy tiến lên phía trước và lên lớp tiếp theo. Khi bạn qua kỳ kiểm tra này, tức là bạn cũng đã tiến lên trong cuộc sống. Thành công đòi hỏi hàng tấn kỷ luật. Vì như Jim Rohn nói, kỷ luật nặng có 1 cân, trong khi thất bại nặng 1 tấn. Thực hành. Thay đổi một điều tại mỗi một thời điểm. Xác định một lĩnh vực trong cuộc sống mà bạn thấy nếu thiếu kỷ luật sẽ có ảnh hưởng tới sự thành công của bạn. Ngay hôm nay, bạn hãy nâng cao kỷ luật trong lĩnh vực đó. Khởi động thật kiên quyết. Hãy nói với người khác về quyết định của bạn. Không được cho phép những ngoại lệ cho tới khi thói quen mới được định hình vững chắc. Quyết định này có thể thay đổi cuộc đời bạn. 16. Khai mở khả năng sáng tạo thiên bẩm của bạn. Trí tưởng tượng quan trọng hơn thực tế. Ở đây có một số tin tốt đẹp hơn. Bạn là một thiên tài tiềm ẩn. Bạn thông minh hơn bạn tưởng tượng. Bạn có trí thông minh và khả năng sáng tạo hơn những gì bạn từng vận dụng từ trước tới nay. Não bạn có 10 tỷ tế bào. Mỗi tế bào được kết nối với khoảng 20.000 tế bào khác bởi mạng lưới phức tạp của các neuron và nhánh. Điều này có nghĩa là sự kết hợp và hoán vị của các tế bào trong não bạn nhiều hơn số phân tử đã được biết đến trong vũ trụ. Vì thế, khả năng phát triển các ý tưởng để giúp bạn thành công là vô tận, nghĩa là khả năng để bạn thành công cũng vô tận. Khả năng sáng tạo của bạn được kích thích bởi 3 nhân tố. Thứ nhất, các mục tiêu mạnh mẽ. Thứ hai, các vấn đề cấp bách. Thứ ba, các câu hỏi trọng tâm. Bạn càng tập trung tâm trí để đạt được mục tiêu, giải quyết vấn đề hoặc trả lời các câu hỏi khó trong cuộc sống cá nhân hay công việc kinh doanh, bạn càng trở nên thông minh và tập trung trí tuệ tốt hơn vào công việc trong nở cho lai. Não và khả năng sáng tạo của bạn giống như cơ bắp. Bạn càng sử dụng chúng nhiều, chúng càng khỏe và có khả năng phục hồi tốt. Bạn có thể tăng cường trí thông minh và chỉ số IQ của mình bằng cách rèn luyện khả năng suy nghĩ sáng tạo hàng ngày. Và bạn hãy nhớ, sáng tạo chỉ là một từ khác của từ đổi mới.
Bất kể khi nào bạn có ý tưởng đổi mới một phần công việc của mình để tìm ra cách làm mới hơn, tốt hơn, nhanh hơn, rẻ hơn và mang lại kết quả dễ dàng nhận, thì bạn đang ở mức cao nhất của sự sáng tạo. Giống như việc bạn luyện tập cơ bắp bằng cách rèn luyện với các bài tập thể hình, bạn cũng COMTHE phát triển trí óc mình bằng cách tập luyện. Ở đây có một bài tập giúp bạn phát triển trí não và giúp bạn khám phá ra thiên tài tiềm ẩn trong con người mình. Lấy một tờ giấy trắng, viết lên đầu trang mục tiêu quan trọng nhất và vấn đề nổi cộm nhất dưới dạng một câu hỏi. Ví dụ, bạn có thể viết, tôi có thể tăng gấp đôi thu nhập của mình trong vòng 2 đến 3 năm nữa như thế nào? Bây giờ, hãy tự viết ra ít nhất 20 câu trả lời khác nhau cho câu hỏi đó. Hãy lựa chọn một trong số các câu trả lời đó và thực hiện ngay lập tức. Bạn sẽ ngạc nhiên về kết quả mình đạt được. Thực hành. Viết ra giấy vấn đề nổi cộm nhất hoặc mục tiêu mà bạn mong muốn đạt được nhất. Sau đó, hãy tưởng tượng rằng vấn đề này đã được giải quyết một cách hoàn hảo hoặc mục tiêu này đã đạt được với kết quả tuyệt vời. Giải pháp hay các thành tích đạt được là gì? Bạn sẽ làm gì ngay lập tức để đem lại kết quả này? Hãy nhớ, hành động là tất cả. 17. Giao du với đúng người. 5 năm nữa bạn sẽ vẫn là người của hôm nay, trừ khi bạn gặp những người bạn và đọc những cuốn sách. 85% thành công và hạnh phúc trong cuộc sống của bạn được quyết định bởi chất lượng các mối quan hệ mà bạn phát triển trong các hoạt động cá nhân và nghề nghiệp của mình. Bạn càng quen nhiều người và nhiều người quen bạn trong mối quan hệ tích cực, bạn càng có khả năng thành công và tiến về phía trước càng nhanh. Dường như trong mọi thời điểm mang tính bước ngoặt của cuộc sống, sẽ luôn xuất hiện một người hoặc là giúp đỡ bạn hoặc là ngăn trở bạn. Người thành công có thói quen xây dựng và duy trì mạng lưới các mối quan hệ tin cậy. Kết quả là, họ làm được nhiều thứ hơn so với những người chỉ biết đi làm về nhà và ngồi xem TV mỗi tối. Mọi thứ đều có mối quan hệ. Gần như mọi vấn đề rắc rối của bạn trong cuộc sống nảy sinh đều là kết quả của việc bạn đặt mối quan hệ không thích hợp với những người không thích hợp. Mọi thành công tuyệt vời của bạn đều đến từ những mối quan hệ tốt đẹp với những người tốt đẹp, những người mà bạn và họ giúp đỡ lẫn nhau. Hơn 90% thành công của bạn được quyết định bởi nhóm kết giao của bạn. Nhóm kết giao được định nghĩa là những người mà bạn thường xuyên gắn bó và ở bên họ. Bạn giống như một chú tắc kè hoa ở chỗ bạn sẽ chịu ảnh hưởng về thái độ, lối cư xử, giá trị và niềm tin từ người mà bạn dành phần lớn thời gian kết giao. Nếu bạn muốn là một người thành công, bạn hãy tìm đến và kết giao với những người tích cực. Hãy kết bạn với những người lạc quan, hạnh phúc, có mục tiêu và không ngừng vươn lên trong cuộc sống. Cùng lúc đó, hãy tránh xa những người tiêu cực hay chỉ trích, phàn nàn. Nếu bạn muốn bay cùng đại bàng, bạn không thể tìm tới các chú gà Tây. Các triệu phú liên tục phát triển mạng lưới. Họ tham gia vào các hiệp hội thương mại, ngành nghề, tham dự mọi buổi gặp gỡ và quan tâm tới hoạt động của các nhóm. Họ giới thiệu về mình với mọi người trong các sự kiện xã hội và thương mại, đưa danh thiếp và nói về những điều họ làm. Và đây là một trong những chiến lược tốt nhất. Bất kể khi nào bạn gặp người mới, hãy gợi ý để họ nói về công việc làm ăn của họ và đặc biệt để nói cho bạn rõ điều gì bạn nên biết để gửi tới khách hàng. Và sau đó, càng sớm càng tốt, bạn hãy xem mình có thể mang khách hàng đến cho họ không. Hãy là người đến và cho hơn là người đến và nhận. Luôn luôn tìm cách để cho trước khi bạn bắt đầu nghĩ cách để nhận. Cách tốt nhất để bạn tạo mạng lưới và xây dựng mối quan hệ của mình là không ngừng tìm cách giúp đỡ người khác đạt được mục tiêu của họ. Bạn cho đi càng nhiều, bạn sẽ nhận được càng nhiều phần thưởng từ những điều bất ngờ nhất. Thực hành. Xác định người quan trọng nhất trong cuộc đời bạn, cả hiện tại và tương lai. Bạn có thể làm gì để giúp đỡ họ trong cuộc sống và công việc để họ sẵn lòng giúp đỡ bạn? Xác định những người mà bạn nên quen biết. Bạn có thể làm gì giúp họ trước để đổi lại họ có thể làm cho bạn bất cứ điều gì bạn cần? Nhớ rằng, trước hết bạn hãy gieo hạt, rồi hãy thu hoạch. 18. Hãy chăm sóc sức khỏe thể chất của bạn. Chìa khóa để có hạnh phúc là một trí tuệ minh mẫn trong một cơ thể khỏe mạnh. Chúng ta đang sống trong thời đại tuyệt vời nhất trong lịch sử loài người, xét về sức khỏe và tuổi thọ. Ngày nay, mọi người có thể sống tốt hơn với tuổi thọ cao hơn so với trước kia.
bạn nên hướng tới mục tiêu sống thọ 80 tuổi, 90 tuổi, thậm chí là 100 tuổi với sức khỏe tốt, và bạn hoàn toàn có thể làm được điều này. Trước hết, hãy đặt mục tiêu sống ít nhất được 80 tuổi. Sau đó, hãy nhìn vào những thói quen sức khỏe hiện thời của bạn và hãy xem lối sống hiện nay của bạn liệu có thể giúp bạn sống khỏe đến 80 tuổi hay không. Có 3 vấn đề quan trọng cần có cho một cuộc sống mạnh khỏe, hạnh phúc và thọ lâu. Thứ nhất là cân nặng thích hợp. Hãy đặt mục tiêu có cân nặng vừa phải, trong tầm kiểm soát, và duy trì cân nặng đó trong suốt cuộc đời. Ở đây có một công thức gồm 6 từ để giảm cân và có thân hình phù hợp, đó là ăn ít hơn, tập nhiều hơn. Thứ hai là ăn uống phù hợp, và mấu chốt ở đây là ăn đồ ăn lành mạnh hơn và ăn ít đi. Bạn hãy ăn nhiều thức ăn chứa protein, hoa quả, rau xanh. Hạn chế ăn vặt, uống nước ngọt, kẹo và bất cứ thứ gì khác chứa đường. Không nên ăn muối nhiều quá mức cần thiết và các sản phẩm bột mì trắng. Hãy chia khẩu phần ăn ra thành nhiều bữa nhỏ. Điều đó tốt hơn là ăn một bữa quá no. Khi bạn đã hoàn toàn kiểm soát được thói quen ăn uống của mình, bạn sẽ dễ dàng kiểm soát được các thói quen khác trong cuộc sống. Chìa khóa thứ ba để kéo dài tuổi thọ là luyện tập thích hợp. Điều này đòi hỏi bạn phải vận động cơ thể khoảng 200 phút mỗi tuần hoặc trung bình 30 phút mỗi ngày. Bạn có thể luyện tập dưới nhiều hình thức như đi bộ từ 30 đến 60 phút từ 3 đến 5 ngày mỗi tuần. Nếu cần thiết, bạn nên tham gia một câu lạc bộ sức khỏe hoặc có các trang thiết bị luyện tập tại nhà và luyện tập với cường độ cao hơn. Để sống thọ và sống khỏe mạnh, bạn cần đặt mục tiêu rõ ràng, cụ thể cho mỗi mức độ sức khỏe của mình. Bạn lên kế hoạch và thực hiện kế hoạch đó hàng ngày. Điều này đòi hỏi bạn phải biết tự điều khiển, tự kiểm soát, tự rèn luyện, và phần thưởng mang lại sẽ thật phi thường. Nếu mục tiêu tài chính của bạn là có hơn 1 triệu đô la thì mục tiêu sức khỏe của bạn là bạn cũng cần phải sống đủ lâu để có thể hưởng thụ cuộc sống tươi đẹp với số tiền mà bạn có. Thực hành. Xác định một thói quen sức khỏe mà bạn cần phát huy để bạn có thể sống khỏe mạnh hơn. Có thể là giảm bớt các món bánh ngọt tráng miệng. Sau đó, hãy coi đây là một thách thức và quyết tâm rèn luyện bản thân cho tới khi thói quen mới được thiết lập vững chắc. Bạn đang nghe kênh Tư Duy Làm Giàu. Nếu có điều gì đó ý nghĩa hay viết lại. 19. Quyết đoán và xu hướng hành động. Cầm vũ khí chống lại với sóng gió của biển khổ. Khi làm như vậy, khổ đau sẽ chấm dứt. Một trong những phẩm chất của các triệu phú là họ luôn suy nghĩ thấu đáo, sau đó nhanh chóng đưa ra quyết định. Họ rèn giũa để nắm bắt hành động và thực hiện ngay quyết định của mình khi đưa ra. Họ thực hiện nhanh và nhanh chóng nhận phản hồi từ chính các hành động của mình. Nếu thấy sai, họ sẽ nhanh chóng tự sửa chữa và thử cách làm khác. Chìa khóa thành công đối với bạn là hãy dấn thân. Người thành công là người quyết đoán và họ thử làm nhiều thứ hơn những người khác làm. Theo định luật xác suất, nếu bạn thử nhiều cách làm khác nhau để đạt được thành công thì xác suất cuối cùng là bạn sẽ tìm ra được cách làm đúng, vào đúng thời điểm. Những người không thành công là những người do dự. Họ biết họ nên làm gì hoặc nên ngừng việc gì, nhưng họ không có tính cách hoặc ý chí để đưa ra các quyết định chắc chắn. Kết quả là họ bị cuốn trôi suốt cuộc đời, không bao giờ hạnh phúc, đầy đủ hay thành công. Họ không giàu có hay trở nên độc lập về tài chính. Họ có thể làm được nhiều hơn thế, nhưng họ tự thỏa hiệp, dừng lại giữa chừng. Khi bạn quyết đoán và có xu hướng hành động, bạn sẽ nhấn ga cho toàn bộ cuộc đời mình. Bạn làm được nhiều việc hơn trong một ngày so với người khác. Bạn tiến lên phía trước nhanh hơn so với những người ở quanh bạn. Bạn rót nhiều niềm vui thích, say mê hơn vào chiếc cốc năng lượng, nhiệt tình và động lực thúc đẩy của mình. Năng lượng tích cực này sẽ thúc đẩy bạn đi tới các mục tiêu nhanh hơn. Thực hành. Hãy tự hỏi mình hành động nào, nếu tôi làm ngay lập tức, có thể ảnh hưởng tích cực nhất tới kết quả của tôi. Bất cứ câu trả lời của bạn là gì, bạn hãy làm ngay điều đó. 20. Không bao giờ cho phép thất bại trở thành lựa chọn. Không có gì đáng sợ bằng chính sự sợ hãi. Nỗi sợ hãi thất bại chính là cản trở lớn nhất tới thành công của con người. Chú ý rằng không phải thất bại cản trở bạn thành công, vì thất bại làm bạn mạnh mẽ hơn, linh hoạt hơn và quyết đoán hơn.
Chính nỗi sợ hãi thất bại hoặc tâm lý đề phòng thất bại mới có thể làm tê liệt suy nghĩ và hành động của bạn, giữ chân bạn, không cho bạn làm những việc cần phải làm để đạt được thành công lớn. Có lần, một nhà báo trẻ đã hỏi Thomas G. Watson, người sáng lập ra IBM, là ông đã làm thế nào để có thể đạt được thành công nhanh hơn. Ông trả lời, nếu bạn muốn thành công nhanh hơn, bạn phải gấp đôi tỷ lệ thất bại của mình. Thành công nằm ở phía bên kia của thất bại. Dám tiến lên phía trước. Triệu phú không phải là những con bạc, nhưng họ luôn luôn sẵn lòng đón nhận những rủi ro đã được dự tính trước trong định hướng mục tiêu để có thể đạt được những phần thưởng lớn hơn. Thực tế, thái độ đón nhận rủi ro của bạn chính là chỉ dẫn quan trọng nhất về việc bạn sẵn sàng làm giàu. Bất kể khi nào bạn đối mặt với tình huống rủi ro, hãy tự đặt ra câu hỏi, điều tồi tệ nhất nào sẽ xảy ra nếu mình tiến lên? Bạn nên chắc chắn rằng, bất kể nó là gì, nó sẽ không xảy ra. Thực tế, mọi người đều sợ thất bại. Mọi người đều sợ mất mát và nghèo đói. Mọi người đều sợ mắc lỗi, sợ thất bại. Nhưng triệu phú là những người dám đối mặt với thất bại một cách thận trọng, có suy tính và dù thế nào cũng sẽ hành động. Ralph Waldo Emerson đã viết, hãy tạo thói quen trong suốt cuộc đời bạn là làm những điều bạn thấy sợ. Nếu bạn làm những điều bạn sợ, chắc chắn sợ hãi sẽ không còn đeo bám bạn nữa. Khi bạn dám hành động, sẽ có sức mạnh vô hình tới trợ giúp bạn. Mọi hành động dũng cảm sẽ tăng lòng dũng cảm của bạn trong tương lai. Bất kể khi nào bạn hành động theo định hướng tiến lên mà không có sự đảm bảo của thành công, thì khi đó nỗi sợ hãi của bạn giảm bớt và lòng dũng cảm, tự tin của bạn đã được tăng lên. Cuối cùng bạn sẽ đặt chân đến điểm mà bạn không còn sợ hãi bất cứ điều gì. Có lẽ câu nói tuyệt vời nhất trong bộ phim Apollo 13 là của Egan Krantz, trưởng đoàn nghiên cứu của NASA. Khi mọi người đứng quanh anh bắt đầu suy nghĩ về khả năng có thể đã mất con tàu vũ trụ và các phi hành gia, anh đã kéo họ lại bên nhau bằng cách tuyên bố thật to, thất bại không phải là sự lựa chọn. Công việc của bạn là hãy cam kết với bản thân rằng mình sẽ trở thành một nhà triệu phú. Công việc của bạn là xác định các mục tiêu rõ ràng, viết chúng ra và hướng tới chúng mỗi ngày. Đặc biệt, bạn phải tiếp tục nhắc nhở mình, trong bất kỳ vấn đề, khó khăn nào mà bạn trải qua, rằng thất bại không phải là sự lựa chọn. Đây là thái độ, hơn bất kể điều gì, sẽ đảm bảo cho thành công lâu dài của bạn. Thực hành. Hãy xác định nỗi sợ lớn trong cuộc sống của bạn là gì, ví dụ, sự thất bại, sự chỉ trích hay sự phản đối, và hãy hành động như thể nỗi sợ hãi đó không tồn tại. Hãy tưởng tượng rằng bạn chắc chắn đạt được thành công nếu bạn chỉ hành động trong định hướng mục tiêu và ước mơ của bạn. Sau đó, hãy làm điều đó. 21. Vượt qua thử thách tính kiên trì. Không có gì trên thế giới này có thể thay thế lòng kiên trì. Không phải là tài năng, vì nhan nhản những người có tài mà vẫn thất bại. Không phải là thiên tài, vì ai cũng biết thiên tài thường không được đền đáp xứng. Đáng. Không phải là học vấn, vì thế giới này có quá nhiều người có học bị bỏ quên. Chỉ lòng kiên trì và sự quyết tâm là có quyền lực tuyệt đối. Kiên trì là phẩm chất sắt của mỗi người. Kiên trì trong tính cách của con người giống như carbon đối với thép. Đây là phẩm chất không thể thiếu, luôn song hành với những thành công lớn. Một trong những bí mật lớn nhất của kiên trì và thành công là lập trình trong tiềm thức của bạn về sự kiên trì để đối đầu với những khó khăn và thất vọng mà bạn sẽ gặp phải trên con đường chinh phục thành công. Quyết tâm là bạn không bao giờ từ bỏ, cho dù có chuyện gì xảy ra. Khi bị chìm ngập trong quá nhiều vấn đề khó khăn, bạn sẽ không có đủ thời gian phát huy lòng kiên trì cần thiết để có thể giải quyết được những rắc rối. Nhưng nếu bạn lên kế hoạch trước cho những bước thăng trầm không thể tránh được trong cuộc sống, thì khi chúng tới, bạn sẽ hoàn toàn chủ động về tâm lý. Bạn sẽ được chuẩn bị trước. Dũng cảm kiên trì đối mặt với mọi thử thách, hơn bất cứ thứ gì, sẽ đảm bảo sự thành công cho bạn. Tài sản cá nhân lớn nhất của bạn là bạn kiên trì, bền bê lờ hơn người khác. Thực tế, kiên trì chính là thước đo cho niềm tin và khả năng dẫn tới thành công của bạn. Nhớ rằng, cả cuộc đời này là một bài kiểm tra. Để có được những thành công lớn,
bạn phải trải qua cuộc thử thách tính kiên trì. Bài kiểm tra này thường là những bài kiểm tra ngắn, bất ngờ. Nó có thể đến bất kỳ lúc nào, thường không được báo trước. Bạn phải làm bài kiểm tra tính kiên trì bất kể khi nào bạn phải đối mặt với những khó khăn, thất vọng, rắc rối, thất bại hoặc khủng hoảng bất ngờ trong cuộc sống. Đó chính là lúc bạn thể hiện cho mình và cho những người xung quanh thấy điều gì thực sự tạo nên bạn. Epictetus, triết gia Hy Lạp cổ đại, từng viết: "Hoàn cảnh không tạo nên con người. Nó chỉ phơi bày anh ta ra với chính mình." Điều chắc chắn xảy ra trong cuộc sống của bạn là sự khủng hoảng theo chu kỳ. Nếu bạn sống cuộc sống bận rộn, bạn sẽ gặp khủng hoảng 2 hoặc 3 tháng một lần. Giữa những lần khủng hoảng không thể tránh được này sẽ là những vấn đề khó khăn liên tiếp xảy ra. Và bạn càng cố gắng đạt nhiều mục tiêu, mơ giấc mơ lớn, bạn càng có quyết tâm trở thành triệu phú, thì bạn càng phải trải qua nhiều khủng hoảng và khó khăn. Nhân tố duy nhất bạn có thể kiểm soát được là cách bạn đối phó với những khó khăn và thất bại. Nếu lúc nào bạn cũng đối phó lại với khó khăn theo cách tích cực và trên tinh thần xây dựng thì bạn càng trở nên mạnh mẽ hơn và có khả năng giải quyết những rắc rối, khủng hoảng tiếp theo. Cuối cùng bạn sẽ đạt đến một điểm mà lòng quyết tâm của bạn ngự trị. Thực hành. Bạn đang phải đối mặt với tình huống nào khó khăn nhất trong cuộc sống hiện nay? Dù khó khăn đó là gì, hãy tưởng tượng nó đã giúp bạn có được bài học giá trị cần có để thành công hơn trong tương lai. Bài học đó là gì? Từ thời điểm này, bạn hãy luôn tìm những bài học giá trị trong mỗi khó khăn và thất bại. Bạn sẽ luôn tìm thấy và nó sẽ giúp bạn trên con đường chinh phục để trở thành triệu phú. 22. Mượn lực. Nguyên tắc cuối cùng này dành cho những ai muốn đi nhanh và làm nên đại nghiệp. Bạn muốn làm lớn không thể đi một mình, mà phải kết hợp cùng đội nhóm. Tao dù ra một nhóm trí tuệ ưu tú. Kinh doanh là trò chơi của đồng đội giống như bóng đá. Mỗi người một vị trí, một nhiệm vụ, vai trò, giống như chúng ta xếp cách mảnh ghép hoàn chỉnh với nhau. Ngoài con người, chúng ta cần tận dụng tất cả các lợi thế về công nghệ, tài chính, thời gian của người khác. Nếu bạn giỏi yếu tố này, nhất định bạn sẽ làm nên đại nghiệp. Thành công có thể dự đoán trước. Tôi xin nhắc lại thông điệp quan trọng nhất trong toàn bộ video này, đó là thành công có thể dự đoán trước. Thành công không phải là điều may mắn, hay ngẫu nhiên, hay đúng lúc đúng chỗ. Thành công có thể dự đoán được, giống như mặt trời mọc ở phía đông và lặn ở phía tây. Bằng cách rèn luyện những nguyên tắc bạn vừa học hỏi được, bạn sẽ tiến lên con đường phía trước của cuộc sống. Bạn sẽ có những ưu thế vượt trội so với những người không biết hoặc không thực hành những nguyên tắc này. Bạn sẽ có một ưu thế đem đến cho bạn một lợi thế chiến thắng cho suốt cuộc đời và sự nghiệp của bạn. Nếu bạn kiên trì thực hiện những điều mà những người thành công đã làm thì không điều gì trong thế giới này có thể ngăn cản bạn đi đến thành công. Bạn chính là kiến trúc sư cho vận mệnh đời mình. Bạn là người chèo lái số phận mình. Không có giới hạn nào ngăn cản bạn, ngoại trừ giới hạn bạn tự tạo ra bằng chính suy nghĩ của mình. Nhớ rằng, bạn có thể tốt bằng hoặc tốt hơn những người bạn đã gặp. Bạn là một cá thể ưu tú. Bạn có trí tuệ và tài năng hơn bất kể những gì bạn từng nhận ra hoặc sử dụng từ trước tới nay. Bạn có trong mình khả năng tiềm ẩn để hoàn thành mọi điều tuyệt đẹp trong cuộc sống của mình. Trách nhiệm lớn nhất trong cuộc đời bạn là mơ những giấc mơ lớn. Xác định chính xác điều bạn mong muốn, định ra kế hoạch để đạt được điều đó. Thực hành những chiến lược được dạy trong cuốn sách này. Hướng hành động mỗi ngày vào giấc mơ và mục tiêu của bạn, kiên quyết không bao giờ từ bỏ. Khi thực hiện những hành động này, bạn đã tự đặt mình đứng về phía những thiên thần. Khi bạn quyết tâm, thành công chắc chắn sẽ đến với bạn. Vũ khí của một người không có gì. Nếu biết dùng nó, bạn có thể lật thân không kém con nhà hào môn. Vì vậy, nếu bạn xuất thân bần hàn, tay trắng, thậm chí nợ nần do làm ăn thua lỗ, đừng quên bạn đang có một sức mạnh to lớn trong mình. Chỉ cần bạn biết cách khai quật và sử dụng nó triệt để, thì không gì có thể ngăn cản bạn. Bạn đừng quên câu nói rằng, có hai loại người đáng sợ nhất, một là người có tất cả, hai là không có gì. Người có tất cả cũng như bị tất cả trói buộc rất chặt, người không có gì lại tự do thoải mái lựa chọn, vùng vẫy bốn phương trời,
dám phá vỡ những quy tắc lạc hậu, mở ra sân chơi mới, đột phá lên đỉnh cao chưa từng có, vươn lên mạnh mẽ mà không có sự trói buộc. Tư duy làm giàu mong bạn hãy sử dụng hết sức, những sức mạnh vô hình này một cách triệt để, nhanh chóng đứng trên đỉnh cao cuộc đời, phá vỡ giới hạn bản thân. 1. Khát vọng mạnh mẽ như đốt cháy tất cả. Khám phá quan trọng và nổi tiếng hàng ngàn năm nay về con người đó là một người có niềm tin và khát vọng mạnh mẽ, đúng đắn, tồn tại lâu dài trong tâm trí một người, có thể nuốt chửng cả vũ trụ. Đúng vậy, khát vọng là điểm khởi đầu cho mọi sự thành công. Chính nhờ có sự khát vọng to lớn, nó sẽ tạo cho mỗi người một nguồn động lực để lập lên các kế hoạch cụ thể để hoàn thành mục tiêu đó. Một thanh niên hỏi Socrates, triết gia nổi tiếng trong lịch sử cổ đại, về bí quyết thành công. Ông dẫn chàng trai đi dạo dọc bờ sông, tới chỗ nước sâu. Nhân lúc chàng trai sơ ý, Socrates xô cậu ta xuống nước. Cậu ta vùng vẫy cố ngoi lên nhưng Socrates khỏe hơn và ghìm cậu xuống nước. Tới khi cậu tím tái cả mặt mày, Socrates mới nâng đầu cậu dậy. Cậu ta hít lấy hít để. Socrates mới hỏi, vừa rồi khi ở dưới nước, anh muốn điều gì nhất? Cậu ta đáp, không khí. Socrates mới bảo, đó chính là bí quyết thành công. Khi anh mong muốn thành công, mạnh mẽ như muốn có không khí lúc ở dưới nước, thì anh sẽ có được nó ngay thôi. Chẳng có bí quyết nào cả. Khao khát cháy bỏng là điểm khởi đầu cho mọi thành tựu. Napoleon Hill từng viết, bất cứ điều gì tâm trí con người có thể hình dung và tin tưởng thì đều có thể thực hiện được. Mỗi người đều có mức độ khát vọng khác biệt nhau. Một số người giữ khát vọng đơn giản, trong đó những mục tiêu cũng tương đối dễ dàng đạt được. Một số khác có khát vọng lớn lao và tập trung vào việc có thể vươn đến những điều đó thay vì chỉ mơ ước. Những dấu hiệu sau cho thấy bạn đang có khát vọng lớn. Luôn ao ước về những mục tiêu cao cả. Luôn suy nghĩ về bước kế tiếp để đạt được ước mơ. Suy nghĩ về bức tranh toàn cảnh. Đánh giá những điểm yếu để trở nên mạnh mẽ hơn. Nỗ lực chăm chỉ để trở thành phiên bản tốt nhất. Được miêu tả là tham vọng hay thậm chí cố gắng quá mức. Mức độ khát vọng cũng kết nối với nhận thức về giá trị của bản thân. Việc hướng đến những mục tiêu lớn cũng là động lực giúp bạn có niềm tin ở khả năng của bản thân rằng bạn có thể đạt được những khát vọng. Ngược lại, mục tiêu thấp sẽ dẫn đến thành tích không cao và kết quả là sự thiếu tự tin ở bản thân. Làm thế nào để nuôi lớn khát vọng? Đặt ra những câu hỏi cho bản thân. Những điều bạn hy vọng đạt được hay trải nghiệm trong một ngày là gì? Những hoạt động bạn đang theo đuổi, cảm thấy thích thú nhất hoặc có cảm hứng là gì? Hãy nghĩ đến những giấc mơ hay đam mê của bạn vì có thể đưa ra chỉ dẫn cho bạn về những điều giúp bạn cảm thấy khao khát hy vọng. Cho bản thân bạn thêm thời gian, nên nhớ rằng tuy khát vọng có thể thúc đẩy và khơi gợi cảm hứng, bạn cũng không nên tạo áp lực lên bản thân rằng mình phải nhận ra ngay tức thì. Thay vào đó, hãy cho bản thân cơ hội để học hỏi và phát triển. Thử sức với những điều mới mẻ, thu thập dữ liệu về bản thân và sau đó nhìn nhận xem những gì bạn đã học hỏi có thể góp phần xây dựng khát vọng như thế nào. Đừng so sánh bản thân với ai khác. Khát vọng không cần đong đếm qua mức độ vĩ đại hay cao quý mới trở thành quan trọng. Một vài người có những khát vọng rất lớn, nhưng không có nghĩa khát vọng ấy sẽ phù hợp với con người hay cuộc sống của bạn. Thay vào đó, bạn nên tập trung vào việc tìm kiếm những khát vọng giúp bạn cảm thấy thỏa mãn và hài lòng trong cuộc sống. Đi tìm mục đích, phác họa về những điều làm cho cuộc sống của bạn có ý nghĩa và mục đích cũng là thứ có thể giúp bạn nuôi lớn khát vọng. Nói chuyện với chuyên gia, đôi khi sự thiếu thốn về khát vọng có thể liên quan tới một vấn đề về tâm lý như sự lo lắng hay trầm cảm. Nếu bạn đang phải tranh đấu để thấy được khích lệ hoặc đánh mất sự quan tâm đối với những điều bạn đã từng thích thú, thì điều quan trọng nên làm đó là nói chuyện với một bác sĩ hay một chuyên gia tư vấn về tâm lý. Những phương pháp điều trị hiệu quả bao gồm thuốc và các liệu pháp tâm lý có thể hỗ trợ giúp làm giảm các triệu chứng trên. Người không có gì thường không bị ràng buộc nên dễ bước ra khỏi vùng an toàn. Vùng an toàn là nơi mà chúng ta luôn cảm thấy thoải mái nhất. Tuy vậy, sẽ có ngày ta chợt nhận thấy, sao cuộc sống này thật quá đơn điệu và buồn tẻ.
nhiều người sợ bước vào lĩnh vực mới, nghi ngờ năng lực bản thân. Họ sợ thất bại, sợ sự phản đối, sợ cuộc sống không đủ thoải mái. Hàng ngàn khó khăn tiềm tàng khiến họ chùn bước. Thế nhưng, một khi bạn quyết định bước ra khỏi vùng an toàn và không ngừng nỗ lực, bạn sẽ gặt hái được rất nhiều bất ngờ mà vùng an toàn sẽ không bao giờ mang đến được cho bạn. Bạn sẽ lớn nhanh hơn. Bước ra khỏi vùng an toàn là khởi đầu cho sự phát triển nhanh chóng, và đó là cách duy nhất để có được thành công. Liên tục tự đặt câu hỏi không chỉ giúp nâng cao kỹ năng hiện tại của bản thân, mà còn có thể giúp bạn có được những kỹ năng mới. Mỗi thử thách sẽ là nguồn động lực đưa bạn hướng lên phía trước. Bạn sẽ yêu thích hơn những thử thách. Ban đầu, thách thức dường như rất khó khăn, thậm chí gần như tuyệt vọng. Tuy nhiên, một khi bạn đối phó với những thách thức thành công, sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách của cuộc sống, bạn sẽ thấy rằng chấp nhận khó khăn sẽ khiến bạn trở nên mạnh mẽ hơn. Mỗi khi bạn rời khỏi vùng an toàn và có được kết quả tuyệt vời, bạn sẽ muốn có được nhiều hơn thế nữa. Ban đầu, những thách thức mới sẽ làm bạn cảm thấy khó chịu, muốn kết thúc càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, sau khi đạt được sự hài lòng, loại bỏ sự sợ hãi và bất mãn thì dần dần, những cảm xúc tiêu cực hoàn toàn biến mất, khó chịu sẽ trở thành phấn khích. Bạn sẽ nhận thấy mọi nỗi sợ hãi chỉ là con hổ giấy. Bạn không chi phối não bộ, mà não bộ mới là thứ chi phối bạn. Bạn có rất nhiều lý do để cản trở bản thân phát triển năng lực, nhưng sớm muộn, bạn cũng phải quyết định làm điều gì đó để xóa bỏ những suy nghĩ tiêu cực. Lúc này, bạn sẽ nhận ra rằng mình không những đánh giá thấp năng lực của bản thân, mà còn phóng đại những khó khăn. Một khi những điều không thể trở thành có thể sẽ làm con người trở nên vui vẻ. Bất kể mục tiêu hiện tại của bạn là gì, trì hoãn bao lâu, bạn hãy đừng để ý đến những lời nói làm bạn chùn bước. Hôm nay hoặc ngày mai, hãy bắt tay vào thực hiện nó. Tôi tin rằng, kết quả sẽ làm bạn ngạc nhiên. Hứng thú sẽ thay thế cho hối hận. Nếu cuộc sống quá bằng phẳng sẽ khiến bạn khó chịu. Trong ngày bạn sẽ cảm thấy thoải mái và ấm áp. Nhưng trước khi đi ngủ bạn suy nghĩ lại về một ngày làm việc của mình, bạn sẽ phát hiện cả ngày chả có gì tiến triển. Mục tiêu vẫn còn ở xa lắm. Điều đầu tiên bạn cảm thấy sẽ là hối tiếc. Bạn sẽ cười vào bạn của ngày hôm qua. Con đường bạn đi cách vùng an toàn càng xa, bạn sẽ càng cười vào sự nhỏ bé của mình trước kia. Bạn sẽ thấy những lý do và khó khăn ngày trước vô lý thế nào. Và bây giờ, để đối mặt với những thách thức và thất bại, bạn không hề sợ hãi nữa. Tình huống xấu nhất đã được bạn chuẩn bị, đó không còn là lý do cản trở bước tiến của bạn. Bạn sẽ đánh giá chính xác hơn những điểm mạnh và điểm yếu của bản thân. Liên tục tự nghi ngờ giúp xác định điểm mạnh và điểm yếu của bạn. Mỗi thử thách là một bài học. Cho dù bạn thắng hay thất bại, sẽ học được hoặc ít hoặc nhiều những kinh nghiệm có giá trị. Ví như lúc đầu bạn rất thích ăn đồ ăn nhanh bởi các cửa hàng đồ ăn nhanh không ngừng thay đổi hình ảnh món ăn khiến nó trông ngon miệng hơn. Thế nhưng thực tế thì thức ăn nhanh hoàn toàn không tốt cho sức khỏe. Ngược lại, các thức ăn không qua chế biến mà tốt cho sức khỏe thì ăn lại không ngon. Tuy nhiên, theo thời gian khi bạn ăn quen những đồ ăn tốt cho sức khỏe đó, bạn sẽ cảm thấy tự hào về đã thay đổi được thói quen của mình. Trong quá trình thay đổi phương thức ăn uống đó, bạn sẽ học được cách khống chế thực đơn bữa ăn, lựa chọn cuộc sống khỏe mạnh lâu dài chứ không chỉ ham hố một lúc ngon miệng. Tự tin vào bản thân mình hơn. Khi bạn cố gắng hết sức nâng cao sự tự tin cho bản thân, nữ thần chiến thắng sẽ luôn mỉm cười bạn. Bạn sẽ cảm nhận được bản thân mình mạnh mẽ thế nào. Sợ hãi bước ra khỏi vùng an toàn, bạn sẽ không bao giờ nhận ra khả năng cũng như năng lực cạnh tranh của mình. Chuẩn bị sẵn sàng để thay đổi bản thân, bạn sẽ nâng cao sự tự tin của mình. Lúc đó bạn sẽ nhận ra rằng thành công hay thất bại đều do mình tạo ra. Sẵn sàng đối diện với khó khăn khiến bạn dễ dàng làm chủ bản thân và sẽ thực sự tin vào chính mình. Bạn sẽ vô cùng mãn nguyện. Nếu chỉ nhìn vẻ bề ngoài thì vùng an toàn khiến con người ta thỏa mãn. Nhưng trong thực tế, các thành tích và niềm vui không xuất phát từ vùng an toàn. Ban đầu, bạn cần phải ép buộc mình để làm điều đó. Nhưng một khi bạn đã hoàn thành,
bạn sẽ cảm thấy mình thật tuyệt vời. Bạn sẽ nhận ra rằng mọi con đường dẫn đến thành công đều không bằng phẳng. Theo thời gian, bạn sẽ nhận ra rằng sự không bằng phẳng gắn liền với những thứ có giá trị. Bất kể mục tiêu phấn đấu của bạn là gì, bạn đều phải nỗ lực và kiên trì. Đừng mong đợi sự hài lòng tuyệt đối có thể thu được từ những thứ tầm thường. Nếu con đường gian khổ làm bạn sợ hãi, đây chính là một dấu hiệu tốt. Bạn sẽ bắt đầu cổ vũ mọi người xung quanh. Khi bạn hoàn toàn thay đổi, mọi người sẽ nghiêm túc nhìn nhận bạn hơn. Họ sẽ nhận ra rằng tầm thường hay xuất sắc là do chính bản thân bạn chứ không phải do vận mệnh. Ngay cả khi có những lời chỉ trích, cứ để cho người ta nói, mình cứ bước đi trên con đường của mình, kiên trì với quy tắc của mình, thì một ngày nào đó bạn sẽ không cần tìm kiếm sự ủng hộ từ những người khác nữa. Bước ra khỏi vùng an toàn, đơn giản hóa cuộc sống của bạn, tạm biệt tiêu cực, bạn sẽ gạt bỏ được mọi khó khăn tiềm tàng, con đường đến thành công của bạn sẽ sáng lạng hơn. Có một thứ mà bạn nhất định phải trải qua, đó là cảm giác khó chịu. Nhưng khi bạn vui vẻ chấp nhận sự khó chịu này, tức là bạn đã thay đổi và trở thành hình mẫu cho người khác. Vì vậy, tư duy làm giàu mong bạn, hãy cứ khát khao, hãy cứ dại khờ. 2. Thói quen tốt là vũ khí đáng tin cậy nhất. Ở đây tôi muốn giới thiệu tới mọi người về tư tưởng và hành vi chúng ta nên có mỗi ngày, và những suy nghĩ để biến giấc mơ thành hiện thực cũng như quan điểm khi đối diện mọi thứ. Sau khi đã viết giấc mơ của mình lên giấy, tôi đã lựa chọn ra một vài hành vi trong tiềm thức hàng ngày giúp bạn hiện thực hóa những giấc mơ. Chìa khóa thực hiện giấc mơ nằm ở cách bạn nuôi dưỡng thói quen hàng ngày, biến giấc mơ trở thành hiện thực. Thói quen là một thứ rất mạnh mẽ. Bắt đầu từ hồi đại học, mỗi ngày trước khi đi ngủ tôi đều tập luyện cơ bắp trong phòng, chống đẩy 50 lần, đứng lên ngồi xuống 50 lần, squat 50 lần, tất cả chỉ có vậy. Ngay cả khi phải làm việc rất khuya mới về nhà, hoặc tụ tập ăn cơm, uống rượu xong mới về nhà, miễn là không có tình huống phát sinh nào khác, thì tôi đều sẽ thực hiện một lượt. Giống như chải răng hàng ngày, một ngày không làm, nằm trên giường sẽ cảm thấy thiếu cái gì đó. Đây chính là minh chứng cho việc hình thành thói quen. May nhờ có thói quen này, tỷ lệ mỡ trên cơ thể tôi hiện tại vẫn ở mức 5%. Có hai bí quyết nuôi dưỡng thói quen. Thứ nhất là thiết lập khả năng chịu đựng ở mức 70-80% số công việc bạn muốn làm. Thứ hai là quyết định thời điểm thực hiện. Một vài thứ rất dễ hình thành thói quen, nhưng cũng có vài thứ khó mà trở thành thói quen được. Ví dụ những thứ không mấy được yêu thích hoặc phụ thuộc cảm hứng như viết nhật ký, đọc hiểu, dọn dẹp hay học tập, chỉ cần duy trì khoảng một tháng là có thể tạo thành thói quen. Nhưng đối với những việc cần dùng tới cơ thể như giảm béo, dậy sớm, cai thuốc, vận động thì lại khá là khó khăn, phải mất khoảng hơn 3 tháng để hình thành thói quen đó. Càng khó khăn hơn đó là thói quen suy nghĩ về một vấn đề. Ví dụ, bạn muốn một người bình thường vốn rất tiêu cực suy nghĩ tích cực, hoặc là muốn một người không hành sự theo cảm tính, luôn giữ được lý trí. Theo mọi người, phải mất hơn nửa năm mới có thể nuôi dưỡng được thói quen suy nghĩ về một vấn đề. Điều quan trọng nhất là bền bỉ. Bất cứ ai cũng có thể thay đổi bản thân. Kiên trì chính là sức mạnh. Thói quen là vũ khí đáng tin cậy nhất, giản đơn nhất để mỗi người đạt được mọi lý tưởng, ước mơ cũng như tất cả các mục tiêu trong cuộc sống. Một trong những lý do khiến họ từ người bình thường trở thành người thành công với tài sản 7 con số trở lên là ở những thói quen giàu có của họ. Thomas C. Coley, người đã dành 5 năm nghiên cứu thói quen hàng ngày của 177 triệu phú tự thân đã từng nói. Ông cho biết thêm trong cuốn sách từng viết, qua nghiên cứu, tôi thấy rằng thói quen hàng ngày của bạn có thể nói lên rất nhiều điều về mức độ thành công của bạn trong cuộc sống. Thói quen dự đoán nguyên nhân và kết quả. Thói quen quyết định giàu nghèo, hạnh phúc, buồn bã, căng thẳng, các mối quan hệ và sức khỏe. Một điều đặc biệt là ông Coley khẳng định tất cả các thói quen đều được thay đổi và trau dồi. Dưới đây là 13 thói quen giàu có của các triệu phú mà bạn có thể bắt đầu phát triển ngay hôm nay. 1.
họ thường đọc. Người giàu thà học hỏi hơn giải trí. Corley đã viết 80% người giàu đọc ít nhất 30 phút mỗi ngày, chủ yếu để tự học và trau dồi bản thân. Hầu hết mọi người không đọc để dành thời gian phục vụ giải trí, còn người giàu đọc để có tri thức. Ông Corley nhận thấy rằng những người giàu có xu hướng đọc 3 loại sách: tự truyện của người thành công, sách cá nhân và sách lịch sử. 2. Họ thường xuyên tập thể dục. 76% tập luyện thể dục thể thao ít nhất 30 phút mỗi ngày. Các bài tập gồm chạy bộ, đi bộ nhanh, chạy nước rút, đạp xe. Tập thể dục thể thao không chỉ tốt cho cơ thể mà còn rất tốt cho não bộ. Ông cho rằng tập thể thao làm tăng tế bào thần kinh, tăng lượng gluco trong cơ thể, là nhiên liệu của não. Não được cung cấp càng nhiều thì não càng phát triển tốt hơn và giúp bạn trở nên thông minh hơn. 3. Họ gặp gỡ những người thành công khác. Thomas C. Corley viết: bạn sẽ thành công như những người bạn kết thân cùng. Người giàu luôn tìm kiếm những người bạn có cùng mục đích, chí hướng, sự lạc quan và thái độ tích cực. Bên cạnh đó, họ cũng tránh tiếp xúc với những người có năng lượng tiêu cực. Corley nhấn mạnh, sự tiêu cực, chỉ trích sẽ khiến bạn ngày càng xa con đường đi đến thành công. 4. Họ theo đuổi mục tiêu của họ. Thomas C. Corley chia sẻ, theo đuổi ước mơ và mục tiêu của bạn có thể mang đến hạnh phúc lâu dài và chuyển thành sự giàu có đáng kể. Quá nhiều người mắc sai lầm khi theo đuổi ước mơ của người khác. Trong khi đó, người giàu điều chỉnh mục tiêu để vượt qua những thất bại, sai lầm và sự từ chối. Đam mê khiến công việc trở nên thú vị hơn. Đam mê cung cấp cho bạn khả năng, sự kiên trì và sự tập trung để vượt qua những thất bại, sai lầm và sự từ chối. Ông Corley nhấn mạnh. 5. Họ thường dậy sớm. Trong nghiên cứu của ông Corley, hơn một nửa số triệu phú tự thân thức dậy ít nhất 3 giờ trước khi làm việc. Đó là giải pháp cho các trường hợp khẩn cấp hàng ngày như tắc đường, đưa con tới lớp trễ, có cuộc họp quan trọng. Ông cho rằng những trường hợp khẩn cấp này có thể tác động tâm lý đối với chúng ta, làm thay đổi tiềm thức của chúng ta và cuối cùng khiến chúng ta thấy cuộc sống của mình mất kiểm soát. Thức dậy lúc 5 giờ sáng và chọn ra 3 việc quan trọng nhất trong ngày sẽ giúp bạn kiểm soát lại cuộc sống của mình và mang lại cho bạn cảm giác tự tin rằng bạn đang chịu trách nhiệm về cuộc sống của chính mình. 6. Họ có nhiều nguồn thu nhập. Các triệu phú tự thân không dựa vào một nguồn thu nhập duy nhất. Họ có nhiều nguồn thu nhập. Trong nghiên cứu của ông Corley, 65% người giàu có ít nhất 3 nguồn thu nhập trước khi họ kiếm được 1 triệu đô la Mỹ đầu tiên. Nguồn thu nhập đó có thể là cho thuê bất động sản, đầu tư thị trường chứng khoán, quyền sở hữu một phần của các doanh nghiệp phụ. 7. Họ có cố vấn riêng. Thomas C. Corley viết, tìm kiếm người cố vấn của riêng bạn có thể giúp bạn tích lũy tài sản nhanh hơn. Những người cố vấn thành công không chỉ tác động tích cực đến cuộc sống của bạn. Họ có thể thường xuyên tích cực tham gia trên con đường dẫn đến thành công của bạn bằng cách khuyên bạn những điều nên và không nên. Họ sẵn sàng chia sẻ với bạn những câu chuyện thành công có giá trị. Đó là những kinh nghiệm của chính bản thân họ, từ những vấp váp trong quá khứ hoặc từ những xung quanh họ. 8. Họ có thái độ sống tích cực. Bạn chỉ có thể đạt được thành công bền vững nếu bạn có một thái độ tích cực. Sự tích cực là dấu hiệu của tất cả các triệu phú tự thân trong nghiên cứu của tôi. Vấn đề là hầu hết mọi người không chắc suy nghĩ của họ là tích cực hay tiêu cực, ông Corley cho biết. Nếu bạn dừng lại để lắng nghe những suy nghĩ của mình và cảm nhận chúng, bạn sẽ thấy rằng phần lớn đó là những tiêu cực. Nhưng bạn sẽ chỉ nhận ra rằng những suy nghĩ tiêu cực đó tồn tại khi bạn buộc mình nhìn vào bên trong. Nhận thức tích cực được tồn tại chính là chìa khóa để dẫn tới thành công. 9. Họ không chạy theo đám đông. Một triệu phú tự thân từng tâm sự, chúng tôi luôn muốn hòa nhập, phù hợp và trở thành một phần của xã hội. Vì vậy chúng tôi luôn cố gắng không nổi bật. Không có khả năng phân biệt bản thân với người khác là lý do tại sao hầu hết mọi người không thành công. Ông Corley viết, những người thành công tạo ra vòng kết nối của riêng họ và thu hút những người khác tham gia.
bạn cần làm cho mình nổi bật và sau đó tạo vòng kết nối của riêng bạn và thu hút những người tham gia cùng bạn. 10. Họ cư xử lịch sự. Triệu phú tự thân thường nắm vững nguyên tắc quan trọng của nghi thức xã hội, và bạn cần nắm vững những nguyên tắc tương tự nếu muốn thành công. Những nghi thức này bao gồm nói lời cảm ơn, nói lời xin lỗi, ghi nhớ những ngày quan trọng, chẳng hạn như kỷ niệm ngày cưới, ngày sinh nhật người thân, nắm vững cách cư xử trên bàn ăn, mặc đồ phù hợp với hoàn cảnh. 11. Họ giúp người khác thành công. Ông Coley chia sẻ, bạn cũng có thể hưởng lợi từ việc giúp đỡ người khác theo đuổi mục tiêu và ước mơ của họ. Thật khó để định nghĩa thành công nếu không có những người thành công khác bên cạnh bạn. Nếu muốn thành công, cách tốt nhất để làm điều đó là giúp đỡ người khác trước. Tuy nhiên, bạn không nên giúp đỡ tất cả mọi người. Bạn chỉ nên giúp đỡ những người lạc quan, sống có mục đích, tích cực và biết theo đuổi ước mơ. 12. Họ dành 15 đến 30 phút mỗi ngày để suy nghĩ. Suy nghĩ là chìa khóa thành công của họ. Ông Coley đã phát hiện ra điều này. Người giàu có xu hướng suy nghĩ độc lập ít nhất 15 phút vào buổi sáng. Ông giải thích, họ có rất nhiều thứ trong đầu mỗi sáng. Các chủ đề muôn vàn như sự nghiệp, tài chính, sức khỏe, hoạt động thiện nguyện. Họ thường tự đặt cho mình muôn vàn câu hỏi như tôi có thể làm gì để kiếm tiền nhiều hơn? Công việc của tôi có khiến tôi hạnh phúc không? Tôi đã luyện tập đủ chưa? Tôi có thể tham gia những tổ chức từ thiện nào khác? 13. Họ tìm kiếm thông tin phản hồi. Ông Coley viết, nhiều người hiếm khi yêu cầu người khác cho ý kiến phản hồi vì sợ bị chỉ trích. Tuy nhiên, phản hồi là chìa khóa để biết liệu điều gì đó có đúng hay không. Phản hồi giúp bạn hiểu liệu bạn có đang đi đúng hướng hay không. Nếu phản hồi là lời chỉ trích, dù tốt hay xấu thì đó là một yếu tố quan trọng để học hỏi và phát triển. Ngoài ra, phản hồi có thể cho phép bạn thay đổi trọng tâm và trải nghiệm một nghề nghiệp hoặc con đường mới. Như ông Coley nhấn mạnh, phản hồi cung cấp cho bạn thông tin bạn cần để thành công trong bất kỳ hoạt động kinh doanh nào. Người giàu duy trì những thói quen này, duy trì hàng ngày để nhân rộng sự trù phù cho bản thân. Với họ, đầu tư vào bản thân là khoản đầu tư quan trọng nhất trên hành trình xây dựng sự giàu có. 3. Hành động bất chấp sợ hãi. Một hành động hơn 10 suy nghĩ, nói mà không làm thì không có điều gì xảy ra. Người không có gì lại càng dễ hành động vì họ không bị nhiều ràng buộc, bỏ qua nhiều nỗi sợ, bỏ qua sĩ diện, bỏ qua cái tôi. Họ chỉ quan tâm đến mục tiêu để đạt được. Những người thành công trên thế giới đều hiểu rõ bản thân họ muốn gì, yêu nhược điểm ra sao để vạch ra chiến lược cho cuộc đời. Họ là những con người hành động vì chỉ có hành động mới định nghĩa được chính mình. Không ít lần bạn vật vã với chính cuộc sống hiện tại của mình. Tôi mệt mỏi lắm. Tôi có đang đi đúng hướng không? Tôi có đang thực sự hạnh phúc? Bạn cần lắm một điểm tựa nhưng mãi loay hoay, loạng choạng, cố bám víu cái gì đó nhưng mãi không được. Bởi bạn đang ở không trung nơi không có gì là của bạn. Bạn đang sống mà không phải chính mình. Chắc chắn rằng, khi bạn nhìn quanh, nhiều người khác cũng đang lơ lửng cố nắm lấy không trung giống bạn. Thế nhưng mặt đất mới là nơi dành cho bạn. Con người thật của bạn chính là trọng lực để mỗi bước đi bạn vững chãi, cho oxy căng tràn lồng ngực, cho cảm giác trọn vẹn trong tâm hồn. Không ai trong cuộc sống này có thể đi cùng bạn lâu dài và chân thành như chính con người của bạn, bởi bạn luôn mang theo nó bên mình. Bạn phải sống với con người thực của mình từng giây từng phút. Bạn có muốn sống với một người lạ đến hết đời mà không biết gì về họ? Trên hành trình khám phá bản thân, hành động chính là phép thử tốt nhất để bạn biết mình là ai và đang ở đâu. Chính bởi hành động có một sức mạnh ghê gớm. Nó cho bạn trải nghiệm sâu sắc về bản thân. Cuộc sống là một chuỗi những bài học quý giá mà chỉ khi trải nghiệm thực sự bạn mới hiểu được ý nghĩa của nó. Hành trình ấy sẽ giúp bạn nhận ra điều thiếu sót của bản thân, cố gắng sống mạnh mẽ và hoàn thiện hơn. Đừng ngại va chạm và giấu mình. Cuộc sống của bạn được đánh dấu nó bằng những cột mốc trong đời. Hành động của những lần đầu tiên, bấp bênh bỡ ngỡ, hành động của những sai lầm thiếu sót. Để rồi sau mỗi lần như vậy bạn nhận ra, bức tranh như thế nào mới chính là cuộc sống của mình.
chắc chắn có những trải nghiệm không thật dễ dàng. Sẽ có những mất mát không may xảy ra. Nhưng giá trị mà bạn nhận được từ những trải nghiệm còn nhiều hơn thế. Bạn sẽ được nhiều hơn là mất. Cuộc sống này không có gì là đơn giản, nhưng hãy cứ dấn thân hành động, bạn sẽ nhận được những bài học, những phần thưởng quý giá thật sự. Điều đó hoàn toàn toàn xứng đáng để bạn được sống là chính mình, thấu hiểu con người thật của mình. 4. Ý chí vươn lên, nghị lực sống vững vàng, không bỏ cuộc. Không có con đường nào tới thành công mà trải đầy hoa hồng. Phải dám đương đầu với khó khăn, thử thách, bạn mới có thể tiếp tục đi trên con đường dài. Trong cuộc sống, chắc hẳn chúng ta không thể tránh khỏi chuỗi khó khăn, những gian nan và thử thách. Con đường thành công nở hoa hay không là phụ thuộc vào chính bản thân bạn. Nếu hèn nhát, yếu đuối mà không dám đương đầu với những khó khăn ấy thì chắc hẳn bạn sẽ thất bại. Để có khả năng bước tiếp, khả năng chạm đến ngoạn mục của thành công, vươn đến điểm cuối cùng của chặng đường, bạn hãy trang bị cho mình ý chí và nghị lực đủ vững vàng. Ý chí, nghị lực sống là gì? Nó đơn giản là bản lĩnh, sự tự tin, lòng quyết tâm vươn lên trong cuộc sống của bản thân. Ý chí, nghị lực sống đều ẩn chứa trong mỗi tâm hồn chúng ta một sức mạnh kỳ diệu. Điều quan trọng là bạn có thúc đẩy được sức mạnh này một cách tối đa. Từ đó có thể duy trì nhận thức tích cực, giữ vững nghị lực trong cuộc sống hàng ngày hay không. Cái kỳ diệu cuối cùng bao giờ cũng đáng ngạc nhiên nhất. Mọi thứ là do bạn quyết định và gây dựng nên. Bất kỳ một cá nhân nào được sinh ra, trưởng thành và lớn lên đều phải trải qua những phút giây hạnh phúc và cả những khoảng thời gian khó khăn. Chẳng hạn như một đứa bé bắt đầu tập đi từ 9 đến 15 tháng tuổi. Những bước đi đầu tiên là những bước đi chập chững, nặng nề, nhưng đó là bước ngoặt mở đầu cho lòng bền bỉ của sức mạnh kỳ diệu. Tiếp đến là những tháng năm cắp sách đến trường. Bạn phải hoàn thành những bài kiểm tra, bài thi học kỳ, kỳ thi tốt nghiệp, đại học. Những lúc này có thể bạn sẽ nản chí, rồi học hành sa sút. Để vượt qua, bạn chỉ cần gây dựng nên một ý chí, một nghị lực. Nó sẽ tiếp thêm sức mạnh và là nguồn động lực để bạn đối mặt với những bài thi, tiếp thu với hàng nghìn kiến thức bổ ích. Nếu đam mê là con đường dẫn đến thành công, thì sự kiên trì chính là chiếc xe đưa bạn đến đó. Rồi đến lúc trưởng thành, bạn phải lo cơm, áo, gạo, tiền trong cái xã hội rộng lớn. Bạn càng gặp nhiều chông gai hơn. Thời gian này bạn cần bộc phá sức mạnh ẩn chứa đó hơn bao giờ hết. Bạn phải cho mọi người thấy mình là một con người có tinh thần bản lĩnh, có ý chí chiến đấu và hành động cương quyết, không nao núng hay nản chí. Nghị lực sống sẽ giúp bạn vứt bỏ những vướng bận, những thứ làm bạn nản chí và tiếp thêm sức mạnh cho bạn niềm tin, thúc đẩy bạn luôn hướng về phía trước, vững tin vào ngày mai. Không những vậy, chính nghị lực sống vững vàng ấy còn bồi đắp cho con người những kỹ năng mềm vô cùng quan trọng. Đó là sự khiêm tốn, lòng dũng cảm, lòng kiên trì bền bỉ và một suy nghĩ tích cực hướng đến tương lai. Như các bạn đã thấy, ý chí và nghị lực sống gắn bó với chúng ta từ lúc sinh ra đến lúc nhắm mắt xuôi tay. Hãy luôn tự tin vào chính bản thân mình, rằng mình có thể vượt qua được những chông gai thì mọi chuyện sẽ được giải quyết suôn sẻ. Khi gặp khó khăn, đừng bao giờ nghĩ mình sinh ra không được may mắn hơn người khác, hay nghĩ là do số phận quyết định. Suy nghĩ sai lầm này có thể làm bạn chùn bước, rồi từ bỏ tiến lên trong khoảng thời gian ngắn. Hãy nói đừng và dừng tái hiện cái suy nghĩ lạc hậu ấy. Nếu không, con đường thành công chắc hẳn lệch hướng và có thể bạn sẽ bỏ đi những cơ hội lớn của bản thân. Đôi khi bạn không thay đổi được những quân bài đã chia, nhưng hoàn toàn có thể thay đổi cách chơi chúng. Muốn có được ý chí, nghị lực sống, bạn phải cần một thời gian dài để luyện tập. Nhưng không gì là không thể. Nếu bạn kiên trì thì thành công sẽ chào đón bạn. Trở nên giàu có là một trong những điều mà ai cũng khao khát đạt được trong đời. Tuy vậy, không phải ai cũng có năng lực để nhìn nhận thấu đáo con đường mình đang đi. Họ không biết được cứ như vậy thì mình liệu có giàu được không. Vậy hãy thử soi chiếu những dấu hiệu giàu có dưới đây, xem bản thân bạn có đang đi đúng hướng hay không nhé. 1. Bạn đang làm kiểu công việc có khả năng trở nên giàu có. Bất kể bạn có tham vọng lớn, làm việc chăm chỉ hay không ngại khó, nhưng nếu bạn làm những công việc không giúp bạn giàu được,
thì cho dù hết đời hết kiếp bạn cũng không giàu được. Lấy ví dụ như lái taxi, cho dù bạn có nhận thêm quốc, làm việc tới 2 giờ sáng mỗi ngày thì bạn cũng chỉ có được thu nhập ổn với vài chục triệu mỗi tháng. Chứ để giàu có hay trở thành triệu phú được là chuyện không tưởng. Để trở nên giàu có, bạn phải làm những công việc giúp bạn trở nên giàu có. Đây là điều căn bản và luôn luôn đúng, nhưng lại chẳng mấy ai tìm hiểu. Họ cứ đi làm công hay làm tư và tự hỏi tại sao mình không giàu. Thực chất, để trở nên giàu có thì chỉ có hai hình thức là kinh doanh và đầu tư. Từ kinh doanh hơi tối nghĩa, nhưng có thể hiểu nó là làm chủ business, có người làm thuê cho bạn. Đó có thể là kinh doanh sản phẩm, kinh doanh con người, kinh doanh chất xám. Còn đầu tư có thể hiểu rộng là đầu tư trong mọi góc độ để sinh lời. Có người nói rằng, lương giám đốc của tập đoàn lớn khoảng 350 triệu tháng là giàu, và chẳng phải họ vẫn đang đi làm thuê đó sao? Tất nhiên chúng ta luôn có trường hợp hy hữu cho mọi vấn đề. Tuy nhiên để trở thành giám đốc với số lương hiếm có như vậy, thì vấn đề tuổi tác và kinh nghiệm là yếu tố bắt buộc. Hơn nữa trách nhiệm cao cũng như áp lực công việc có thể sẽ khiến họ nghỉ việc cũng như bị đuổi việc bất cứ lúc nào. 2. Một khi làm là làm quyết liệt. Cách đây vài năm tôi hỏi người bạn rằng, cậu ta muốn làm gì? Tôi đang muốn mở quán net, người bạn ấy chia sẻ. Rồi năm sau, không thấy mở quán net thì tôi mới hỏi lại. Giờ quán net mấy ai chơi? Chắc năm nay tôi mở quán karaoke, người bạn tiết lộ. Rồi năm tiếp theo gặp lại, tôi thấy quán karaoke vẫn chưa mở. Chắc tôi bỏ karaoke mở cà phê thôi, người bạn này cho biết. Sau cùng, tôi thấy cậu ta vẫn không làm gì cả và ở nhà ăn bám bố mẹ. Lý do có thể bạn cũng hiểu, đó là cậu ta sợ thất bại. Tất nhiên thất bại ai cũng sợ, cũng như làm gì cũng phải tính toán và cân nhắc. Nhưng có một điểm khác nhau giữa người giàu có và người không giàu có. Đó là người giàu một khi đã làm, là họ làm rất quyết liệt và dữ dội. Ví dụ kênh Tư Duy Làm Giàu quý vị đang nghe đây. Khi tôi xác định làm kênh, tôi xác định quyết liệt làm đều đặn ít nhất 3 tháng. Ngày nào cũng tìm tòi nội dung hữu ích để cấp video quý vị xem. Tôi biết với công việc này không giúp tôi giàu có, nhưng nó sẽ là nền tảng, là sự kiểm chứng tri thức, là một sự thành công của chính mình trên bước đi nhỏ tới thành công sau này. Tôi tin rằng với một khao khát lớn, một ý chí mạnh mẽ và hành động quyết liệt luôn là chìa khóa để đột phá trong mọi việc. Thế nên kênh Tư Duy Làm Giàu mong bạn, khi làm bất cứ điều gì hãy tận tâm và quyết liệt, thành công sẽ tự đến. 3. Kiềm chế ham muốn vật chất để dành tiền đầu tư. Nếu hiện giờ có 1 tỷ xuất hiện và bạn bắt buộc phải chọn mua một chiếc ô tô mới và đầu tư, bạn sẽ chọn phương án nào? Ai cũng biết đầu tư thì sinh lời, còn mua ô tô thì lỗ hàng năm. Nhưng cá rằng phải đến 80% sẽ chọn cho mình một chiếc ô tô mới. Thậm chí những người có ô tô rồi thì vẫn sẽ nghĩ tới việc lên đời một con xe rộng rãi, hiện đại và sang trọng hơn. Tất nhiên tôi không muốn nói tới đúng sai trong cách bạn đưa ra lựa chọn. Nhưng phải thừa nhận rằng, nếu bạn có khả năng kiềm chế ham muốn, thay vào đó bạn dùng tiền đầu tư thì chẳng mấy chốc mà bạn sẽ trở nên giàu có. Warren Buffett năm 30 tuổi có trong tay 1 triệu đô la và hiện tại ông là tỷ phú giàu nhất giới chứng khoán. Bí quyết là gì? Chính là đầu tư mỗi ngày. Mike Tyson năm 30 tuổi có trong tay những 500 triệu đô và hiện tại có thể nói là tay trắng. Bí quyết là gì? Cứ ăn chơi tẹt ga không nghĩ gì tới tương lai. 4. Yêu tiền, có kỹ năng kiếm tiền. Nhiều người nói tôi muốn giàu, nhưng sử dụng tiền như nô lệ. Có tiền là tiêu thả phanh, không suy nghĩ. Nhiều người nói tôi muốn giàu, nhưng bảo học kỹ năng kiếm tiền thì thôi, lười lắm đọc sách tí là buồn ngủ rồi. Để trở nên giàu có được, dấu hiệu cuối cùng là bạn phải yêu tiền và có đầy đủ kỹ năng kiếm tiền. Ở Việt Nam rất lạ, người ta hay dè bỉu hay chê bai những người thích tiền, hay thể hiện mình thích vật chất, kiểu như tiền thì làm gì đâu, cứ ham kiếm tiền quá thì chẳng bao giờ hạnh phúc cả. Thôi đừng nhắc đến vật chất làm gì, nghe nó không hay.
Những người nói như vậy có nghèo hay không thì tôi không biết, nhưng tôi dám chắc rằng đời họ sẽ không giàu được. Chẳng có gì đáng xấu hổ khi bạn thích tiền hay ham vật chất cả. Bạn chỉ bị chê trách khi bòn rút tiền hoặc lợi dụng ai đó để có tiền hay vật chất thôi. Còn nếu đó là sức lao động của bạn và không vi phạm pháp luật, sẽ chẳng ai có quyền dè bỉu hay chế giễu bạn cả. Vậy nên, hãy yêu tiền và học cách kiếm tiền thông minh. 5. Yên phận trước hiện tại, tĩnh tâm tích tài năng, đợi chờ làm việc lớn. Khả năng chuyên môn chỉ là điều kiện cơ bản nhất, bảo đảm sự sinh tồn và phát triển của người thành công. Điều đáng được khẳng định nhất ở đây đó là thái độ không ngừng tích lũy tài năng, lặng lẽ chờ đợi cơ hội. Đi làm cũng giống như đi học. Đó là trải nghiệm cuộc sống mà bất cứ người bình thường nào cũng phải trải qua. Nhưng trong thực tế cuộc sống có rất nhiều người chán ghét đi làm. Họ đi làm chỉ chống đối cho qua ngày, coi đó là thủ đoạn để kiếm ăn. Yêu cầu duy nhất của họ khi đi làm đó là kiếm được tiền. Vì muốn kiếm tiền mà họ cao không với tới được, thấp cũng chẳng vừa lòng. Lăn lộn khắp nơi hoặc liên tục nhảy việc, kết quả chẳng làm nên trò trống gì. Những người bình thường họ vừa yêu vừa ghét đi làm. Lý do là bởi họ muốn kiếm được nhiều thù lao kinh tế hậu hĩnh. Thế nhưng đi làm lại không thể đáp ứng được hết nhu cầu nguyện vọng của họ. Tuy nhiên họ không thể không đi làm. Tại sao vậy? Bởi nếu không đi làm họ sẽ mất đi nguồn thu nhập từ việc đi làm mang lại. Họ sẽ không thể sinh tồn. Kiểu người này vốn họ đã không muốn đi làm. Hay nói cách khác là họ không muốn đi làm thuê cho người khác. Chỉ cần có cơ hội hoặc nguồn vốn là họ sẽ không hề do dự lựa chọn cho mình một khoảng trời riêng. Những người hướng lên khởi nghiệp kết quả đeo mo vào mặt đa số đều là kiểu người này. Trong lĩnh vực khởi nghiệp, họ không hề biết rằng những người khởi nghiệp thành công lớn nhất như Jack Ma, Pony Ma, họ đều là những người đã từng đi làm thuê. Hơn nữa khoảng thời gian mà họ đi làm thuê đó đều kéo dài tới 5 năm, thậm chí là 10 năm. Jack Ma trước khi tự khởi nghiệp là một giáo viên dạy tiếng Anh. Ông đi dạy 5 năm trong trường học. Trong vòng 5 năm đó ông không hề có một động thái khởi nghiệp nào. Lẽ nào đi làm đối với ông là một điều phiền toái sau? Nếu Jack Ma không làm giáo viên dạy tiếng Anh, thì liệu Alibaba có thể ra đời sớm hơn 5 năm không? Đồng thời nó có thể trở thành doanh nghiệp thương mại điện tử đầu tiên của Trung Quốc trước 5 năm không? Tại sao cùng là những người làm công ăn lương, nhưng Jack Ma và nhiều người khác, sau 5 năm hoặc 10 năm làm việc, sau khi kết thúc cuộc đời sự nghiệp, họ lại rất nhanh chóng bước trên con đường trở thành doanh nghiệp thương mại điện tử đầu tiên, hay phần mềm xã hội đầu tiên của nhân loại. Còn những người bình thường làm việc 5 năm, 10 năm, hoặc là tăng thêm được chút tiền lương, hoặc là không được tăng lương mà vẫn phải tiếp tục bôn ba sinh mệnh vì cuộc sống. Khi những người này họ đang oán thán đi làm chỉ là gánh nặng, thì Jack Ma và những người thành công khác họ làm gì? Sau 5 năm trong sự nghiệp làm thuê, Jack Ma trở thành một trong những nhà giáo trẻ kiệt xuất nhất trong vùng. Ông làm các công việc có liên quan tới biên phiên dịch bằng khả năng chuyên ngành xuất sắc của mình. Cũng chính vì sự nổi tiếng bên ngoài về khả năng phiên dịch đó, ông được chính phủ tin cậy lựa chọn làm chuyên viên đi đàm phán ở Mỹ. Chuyến xuất ngoại đó đã tạo nguồn cảm hứng cho Jack Ma thành lập website thương mại B2B, là bước đệm khởi đầu cho việc xây dựng website Taobao và Alibaba sau này. Ý nghĩa hiện thực nhất của cuộc sống nghề nghiệp đối với những người thành công đó là tu luyện trau dồi khả năng chuyên môn và tích lũy kinh nghiệm làm việc có liên quan. Quá trình tương tác nhiều lần với thị trường biến động khó lường ấy đã tạo cơ sở nền móng vững chắc cho công cuộc chinh phục đỉnh cao sự nghiệp sau này của họ. Nhưng chúng ta cũng phải thấy rõ được rằng khả năng chuyên môn chỉ là điều kiện cơ bản nhất bảo đảm sự sinh tồn và phát triển của người thành công. Điều đáng được khẳng định nhất ở đây đó là thái độ không ngừng tích lũy tài năng, lặng lẽ chờ đợi cơ hội. Điểm đáng thương nhất của những người thất bại không có gì lớn hơn đó là bôn ba lam lũ nhiều năm mà không có chút kỹ năng sinh tồn cơ bản nào. Đến những kỹ năng sinh tồn cơ bản nhất còn không có, thì nói gì đến việc phát triển tiến bộ và nâng cao năng lực bản thân. Hơn nữa chúng ta đều nhìn thấy những người thất bại,
họ không bao giờ chịu yên lặng. Có chút tài năng liền khoe mẽ khắp nơi. Thời cơ chưa kịp xuất hiện thì nhuệ khí sớm đã bị hao mòn hết. Thành công không phải là do ngẫu nhiên. Ý nghĩa về cuộc đời sự nghiệp đối với mỗi người là rất lớn. Quyết định sự thành bại của một người không phải là công việc cao thấp sang hèn, mà là thái độ đối với nghề nghiệp và cả việc nâng cao khả năng tổng hợp của bản thân. Có lẽ mỗi con người bình thường như chúng ta đều nên phải hiểu được rằng thành công không thể là chuyện vội vàng một sớm một chiều. Điều chúng ta cần phải làm ở đây đó là tích lũy tài năng, đợi chờ cơ hội, tĩnh tâm để làm việc lớn. Đừng quên đăng ký kênh Tư Duy Làm Giàu để nâng cao tư duy mỗi ngày, vì những điều tôi chia sẻ đều rất tâm huyết. 6. Xây dựng thói quen tốt, rồi lặp lại mỗi ngày. Tôi vừa hoàn thành cuộc chạy bộ buổi sáng. Trong mưa, tôi không thật sự thích chạy bộ. Tôi thích ăn, và việc chạy bộ hỗ trợ cho tình yêu ẩm thực của tôi. Tôi sẽ thích hơn khi được ngồi cùng vợ, uống một tách cà phê và tán gẫu vào buổi sáng sớm trước khi bọn trẻ thức giấc. Nhưng tôi đã học được rằng, nếu tôi chờ đợi thời điểm hoàn hảo đó, khi mà thời tiết không quá nóng, không quá lạnh, cơ thể không quá mệt mỏi, trời không mưa, thì tôi sẽ chạy bộ được 2 lần mỗi tháng. Nếu có, Troy Amda chia sẻ. Anh còn có một thói quen khắc nghiệt hơn. Để đảm bảo có đủ thời gian cho vận động dục đồng thời không muốn lấy mất quá nhiều gian dành cho gia đình và công việc, anh tự đặt ra thói quen thức dậy vào lúc 4 rưỡi sáng mỗi ngày. Đó hẳn rất khó khăn, nhất là khi nơi Troy sống là miền Bắc Minnesota. Trời còn tối và rất lạnh vào thời điểm ấy trong ngày. Anh bơi trong làn nước lạnh cóng 15 độ C, rồi chạy xe đạp trong 3, 4 giờ đồng hồ rồi chạy bộ hơn 10 cây số khi mặt trời đã lên cao. Tôi luôn cố gắng về đến nhà vào khoảng 10 giờ sáng, với nụ cười gượng trên môi và sẵn sàng bắt tay vào làm việc cũng như chăm sóc gia đình, anh kể. Việc bám vào thói quen giúp Troy Amda duy trì được nhịp độ vận động khắc nghiệt của mình ngày này qua ngày khác. Bởi, như anh nói, nếu chờ đợi đến thời điểm hoàn hảo, rất có thể anh sẽ chỉ chạy bộ được 2 lần mỗi tháng và có lẽ chẳng bơi được lần nào trong tháng. Bạn đang muốn kỷ luật hơn trong lĩnh vực gì? Ăn kiêng, tiết kiệm 15% thu nhập mỗi tháng, hay học thêm một ngôn ngữ mới vào buổi tối các ngày trong tuần? Tốt nhất là đừng chờ đợi đến thời điểm hoàn hảo nào cả. Hãy xây dựng cho bản thân một thói quen và rồi lặp lại mỗi ngày. 7. Người kỷ luật tuyệt đối không sợ cô đơn, biết cách tận dụng triệt để. Vinh quang chắc chắn nằm trong tay bạn. Sông càng sâu càng tĩnh. Cuối cùng, những người có thể nhẫn nại bình tâm, duy trì trạng thái tự kỷ luật mới có thể cảm thấy an nhiên khi ở một mình, để từ đó khám phá ra những năng lực tiềm tàng của bản thân. Văn Tuấn là một người bạn rộng rãi, hào phóng đến mức mỗi lần ăn cơm, uống rượu, ca hát đều mở hầu bao, quyết không cho ai giành quyền trả tiền với mình. Lúc mới đầu, chúng tôi đều thích đi chơi cùng anh để tận hưởng cảm giác đi chơi không mất đồng nào. Nhưng theo thời gian, ngày càng có nhiều người vắng mặt mỗi khi Tuấn rủ lời mời. Thậm chí, có những người không muốn đi nhưng cũng không dám từ chối anh. Họ phớt lờ cuộc gọi của anh đến khi qua ngày tụ tập. Sau nhiều lần cố gắng, Tuấn cuối cùng cũng tìm được lý do khiến chúng tôi không thể nào từ chối được lời mời của mình. Anh ấy muốn tổ chức một bữa tiệc để mừng sinh nhật tuổi 32. Kịch bản giống như trước đây, một đám bạn tụ tập cùng nhau ăn cơm, uống rượu, tán gẫu chuyện trên trời dưới đất, sau đó đến quán karaoke cũ hát vài bài, vạ vật đến khi Tuấn nêu lý do quyết định trả tiền cho tất cả mọi người và móc hầu bao. Kiến Thành chịu không nổi nữa và lên tiếng, tôi về trước nhé, đã hơn 1 giờ sáng rồi, vợ tôi đang một mình giữ con ở nhà. Dũng ngồi bên cạnh hưởng ứng, tôi cũng phải về nhà rồi, mai còn phải đi làm. Tuấn cảm thấy không vui. Đừng về, tôi đã sắp xếp xong hết rồi. Chúng mình làm thêm tăng đi uống trà đánh bài nữa. Không một ai lên tiếng. Tôi vỗ nhẹ vai của Tuấn và nói, Tuấn, trưởng thành xíu đi. Anh cũng đã hơn 30 tuổi đầu rồi. Sao cứ bắt người khác phải ở bên cạnh mình? Mọi người còn có cuộc sống của riêng mình nữa mà. Tuấn bộc bạch, khi ở một mình, tôi luôn cảm thấy thấp thỏm không yên. Nghe sao thật chua xót.
nhưng kể cũng đáng đời anh ấy. Tuấn đã thất nghiệp hơn một năm nay. Thời gian đầu thất nghiệp, anh cảm thấy rất vui vẻ. Mỗi ngày thức dậy đều chơi game, đến giờ ăn cơm lại đặt ứng dụng gọi đồ đến tận nhà. Trên bàn vi tính bày bừa những hộp cơm cú ruồi nhặng bâu đầy. Không ra ngoài 3 tháng, Tuấn cảm thấy mình như bị cả thế giới bỏ rơi. Thế là anh điên cuồng tìm người bầu bạn. Một ngày nọ, anh hỏi tôi một cách ngỡ ngẩn, trọng xem có cách nào giúp tôi không cảm thấy sợ hãi khi phải ở một mình không. Tôi đáp, cách tốt nhất chính là đừng tìm mọi cách rủ chúng tôi đi chơi. Không phải tôi có ý xấu gì, mà là bởi vì chỉ khi Tuấn ngừng tìm kiếm niềm vui từ mọi người xung quanh, anh mới có thể bình tĩnh trở lại, nhận ra nhu cầu thực sự của bản thân và không còn sợ hãi khi ở một mình nữa. Ngày xưa tôi từng là một người cực kỳ huyên náo. Lúc mới từ nước ngoài trở về quê nhà, tôi chẳng khác gì một tân binh bại trận, phút chốc không biết nên làm gì. Để tránh cho bản thân khỏi việc suy nghĩ lung tung, ngày nào tôi cũng đầu têu các cuộc hẹn vui chơi vô bổ nhằm mục đích lấp đầy thời gian. Tôi làm mọi cách để không phải ở một mình, bởi mỗi lần như vậy, tôi đều cảm thấy lo lắng bồn chồn. Có khi nửa đêm, tôi đăng status trên mạng xã hội chỉ để than thở. Một bạn gái đã để lại lời nhắn, có phải anh có việc gì nên làm mà chưa làm hay không? Tôi trước đây cũng mất ngủ cả đêm. Sau khi giải quyết được vấn đề của mình, tôi từ từ đã có thể ngủ ngon trở lại. Sau này ngẫm lại, cô gái ấy nói thật đúng. Tôi khi ấy cứ mãi lẩn trốn quá trình tìm việc, không quyết tâm áp dụng những kiến thức mình học được ở nước ngoài để phục vụ cho sự nghiệp của mình. Giống như một câu nói thế này, nếu bạn không thể giải quyết được vấn đề của mình, dần dần bạn sẽ trở thành vấn đề. Tôi bị kẹt trong vòng luẩn quẩn ăn chơi, cảm giác lo lắng trong lòng tích tụ ngày một lớn. Loại tâm trạng này sẽ làm cho người sợ hãi sự cô độc, khiến người ta cảm thấy ngày trôi qua trống rỗng. Loại tâm trạng này sẽ khiến cho người ta càng vẫy vùng, càng không nhớ rõ con đường ban đầu muốn đi. Từ lúc bắt đầu công việc viết sách cho đến nay, tôi đã nhận được rất nhiều thư nhờ trợ giúp của những người thất bại trong việc tự kỷ luật. Bạn muốn giảm cân, nhưng không thể cưỡng lại những bữa tiệc cuồng nhiệt của bạn bè. Bạn đang muốn cai game, lại không chịu nổi sự hào hứng khi bạn bè bàn bạc chiến lược trong game. Lúc này bạn liền cảm thấy hoang mang và hy vọng sẽ tìm được một cứu tinh nào đó xuất hiện và giúp mình. Thế nhưng, tự kỷ luật vốn dĩ là bản thân phải tự mình làm tất cả. Việc cần làm không phải trốn tránh độc hành, mà là phải nỗ lực khiến bản thân không sợ hãi cô đơn. Khi bạn duy trì lâu dài làm một việc gì đó, bạn sẽ tin chắc rằng tất cả mọi thứ sẽ diễn ra như bạn mong đợi. Cổ nhân có câu, sông càng sâu càng tĩnh. Cuối cùng, những người có thể nhẫn nại bình tâm, duy trì trạng thái tự kỷ luật mới có thể cảm thấy an nhiên khi ở một mình, để từ đó khám phá ra những năng lực tiềm tàng của bản thân. Tiếp thu kiến thức, ngôn từ tinh hoa, tư duy thành công mỗi ngày của kênh Tư Duy Làm Giàu sẽ giúp bạn tập trung, kiên trì và năng lượng hơn. 8. Tĩnh tâm trước sóng gió, giữ năng lực vững vàng, vận mệnh ắt sẽ đổi thay. Không phải ai sinh ra cũng có số ngậm thìa vàng. Cuộc đời ra sao là do tự tay tạo nên, miễn là biết tận dụng năng lượng của bản thân để làm động lực phấn đấu. Chúng ta đang tồn tại trong một thế giới mà nếu không thuộc tầng lớp phú nhị đại, con cái của những người giàu có, việc tự mình lập nghiệp là chẳng hề dễ dàng. Có thể bạn đã từng đọc không ít cuốn sách về thành công, từng xem nhiều bộ phim truyền cảm hứng, thấy kha khá những tấm gương thành công ở xung quanh mình. Thế nhưng, khi đến lượt bản thân thực hành, mọi chuyện lại không suôn sẻ, như thể số phận muốn đùa giỡn với bạn. Nhiều người dành cả đời để làm việc chăm chỉ nhưng cứ luôn bị thách thức và chông gai cản trở. Dần dần, họ vì thất bại mà sinh chán nản, nghĩ rằng mình chẳng thể thành công, tương lai tựa hồ quá mong manh. Kỳ thực, những điều trên cũng chẳng phải vấn đề. Quan trọng là bạn đã không tuân thủ định luật năng lượng của cuộc sống. Nếu như cơ thể và trái tim con người cần năng lượng để tồn tại thì sự tiến bộ và phát triển của xã hội cũng chẳng thể nằm ngoài quy luật đó. Chỉ khi cảm thấy tràn đầy năng lượng từ tinh thần đến cơ thể, từ trong ra ngoài, bạn mới có động lực để phấn đấu,
mới không mất tinh thần chiến đấu. Chỉ đến lúc ấy, bạn mới có thể phát huy toàn bộ sức lực để thành công. Dám cạnh tranh, không từ bỏ dù là một tia hy vọng nhỏ nhoi. Năng lượng đến từ sự tự tin vào bản thân. Thiếu niềm tin vào bản thân, bạn chỉ có thể dựa dẫm vào xuất thân và bối cảnh của mình, chỉ biết trông cậy vào sự may mắn từ trên trời rơi xuống. Cứ như vậy, khả năng thành công của bạn là vô cùng thấp, thậm chí là vô vọng. Muốn thành công, nhất định phải có đủ năng lượng. Muốn có năng lượng, nhất định phải tin vào bản thân. Bởi lẽ, lòng tin chính là nguồn năng lượng bất tận mà ai cũng cần có. Biết tin tưởng vào bản thân, bạn sẽ dám chịu trách nhiệm hoàn toàn với cuộc đời mình. Ý chí trở nên kiên định, bạn sẽ chống lại được cám dỗ và tác động từ bên ngoài, chuyển bại thành thắng. Chỉ cần không để tâm trí sao nhãng, nghĩ ngợi vẩn vơ, bạn nhất định sẽ làm nên chuyện. Năng lượng đến từ giấc ngủ ngon. Một người bị cuộc đời vùi dập, nhất định trong chốc lát sẽ không thể gượng dậy nổi. Cơm không thiết ăn, trà không thiết uống, ban đêm nằm cũng không thể chập mắt. Thế nhưng, bộ dạng này chẳng giải quyết được bất kỳ vấn đề gì. Điều bạn cần là gỡ bỏ nút thắt trong lòng mình để có thể an tâm mà thư giãn. Mất ngủ hay trằn trọc sẽ khiến cơ thể bạn thêm suy nhược, tổn hại đến năng lượng nội tại. Do đó, để ổn định năng lượng, bạn cần trút bỏ gánh nặng đang đè nén trong tim, quên đi mọi âu lo mà lên giường đi ngủ. Chỉ khi ấy, bạn mới có thể tỉnh dậy và bắt đầu ngày mới bằng một cơ thể khỏe mạnh và tâm thế vui vẻ. Để lại muộn phiền trong giấc mơ, thêm dũng khí mà đối mặt với thực tại. Năng lượng đến từ việc ăn no, uống đủ và mặc ấm. Lòng người vừa phức tạp, vừa kỳ diệu, nhưng cũng rất dễ sa ngã. Chỉ khi sống trong môi trường thoải mái và quen thuộc con người mới có thể phát huy sáng tạo, làm nên kỳ tích. Vậy mới nói, yếu tố từ môi trường bên ngoài có ảnh hưởng lớn đến nhường nào, trong đó quan trọng nhất vẫn là chuyện ăn no, uống đủ và mặc ấm. Chúng vừa là nguồn cung cấp năng lượng cho cơ thể, vừa là thứ đảm bảo bạn không bị phân tâm. Đối với người đang muốn phấn đấu thành công, điều cấm kỵ nhất là để mình bị sao nhãng bởi mối lo cơm áo gạo tiền. Cứ như vậy, họ sẽ không thể tập trung vào điều mình muốn làm bởi còn phải giải quyết những vấn đề trên, vừa lãng phí sức lực cùng thời gian, lại hạn chế khả năng và con đường mình chọn. Muốn phát huy năng lực một cách tốt nhất, bạn phải dung hòa được những yếu tố ngoại cảnh, có đủ sức khỏe và năng lượng để vận dụng não bộ. Năng lượng đến từ việc tĩnh tâm suy nghĩ. Năng lượng tinh thần của một người có thể đến từ rất nhiều nguồn. Đó có thể là lời nói của thánh hiền, tấm gương thần tượng, tình yêu thương từ người thân và bạn bè, lòng tự tin vào bản thân và cả cách suy nghĩ. Tuy nhiên, thứ năng lượng dồi dào nhất chính là sức mạnh của tư duy. Khi cuộc đời trở nên bế tắc, có thể bạn sẽ chẳng còn người thân hay bạn bè bên cạnh, hình mẫu hay thần tượng lại ở quá xa, lời nói của thánh nhân cũng trở nên phi thực tế. Sự tự tin tất nhiên là cần thiết, nhưng học cách tĩnh tâm suy nghĩ mới là điều quan trọng. Đối đầu với nghịch cảnh mà biết tĩnh tâm suy nghĩ, bạn sẽ tìm thấy cho mình một nguồn năng lượng để tiếp tục, một con đường để thành công. Tư duy sẽ giúp bạn xác định phương hướng, thiết lập kế hoạch, làm việc có tổ chức. Nhờ đó mà trí tuệ cũng thêm phần phát triển, tính cẩn thận ngày càng được rèn giũa. Biết suy nghĩ cho chính mình tức là bạn có cơ hội chuyển bại thành thắng, kiểm soát tình hình dễ dàng hơn. Năng lượng đến từ năng lực vững vàng. Cho dù số phận có tồi tệ ra sao, cơ hội mong manh đến mức nào, bạn cũng phải kiên trì rèn luyện trong một lĩnh vực nhất định, biến đó thành năng lực vững vàng của bản thân. Ít nhất, bạn phải biết được những thứ người khác chưa rõ, thạo được những thứ mà người chưa thông. Làm như vậy đem tới rất nhiều lợi ích, bởi vì khi bạn có năng lực vững vàng, mọi công việc đều trở nên giống nhau. Lúc ấy chỉ cần kinh nghiệm và trực giác là có thể hoàn thành dễ dàng. Ngoài ra, việc này cũng sẽ giúp bạn tích lũy năng lượng, rèn luyện trí tuệ và trau dồi sự tự tin, khả năng kiểm soát và nhận thức của bản thân. Năng lực chính là công cụ để bạn gây dựng danh tiếng, vốn liếng để duy trì địa vị và cũng là vũ khí để bảo vệ chính mình. Năng lượng đến từ việc điều chỉnh các mối quan hệ giữa các cá nhân.
Bất luận năng lượng của bạn có dồi dào đến mức nào, bạn tuyệt đối không được khinh thường lòng người. Sức mạnh lớn nhất trên thế giới này không thuộc về một người mà là một nhóm người. Lòng người có thể nâng thuyền lên thì cũng có thể lật thuyền xuống. Vì thế, bạn không thể đắc tội với những mối quan hệ cá nhân này, cũng không thể tùy tiện mà xóa bỏ chúng, bởi toàn bộ nguồn năng lượng đều nằm cả ở đây. Sự ủng hộ và khuyến khích của gia đình và bạn bè chính là một nguồn năng lượng quan trọng, bởi họ có nhiều khả năng và tài nguyên để giúp bạn thành công. Với một người đang phấn đấu như bạn, việc điều chỉnh các mối quan hệ này là vô cùng quan trọng. Thành công là gì? Là nhiều con người cùng nhau làm nên việc lớn. Do đó, dù tâm trạng của bạn có tệ đến đâu, cũng đừng bao giờ bỏ qua năng lượng từ các mối quan hệ giữa các cá nhân này. Định luật năng lượng thực sự là một thứ rất tuyệt vời. Bạn càng có nhiều năng lượng, khả năng chống đỡ với sóng gió cuộc đời của bạn càng cao. Chỉ cần bạn biết cách kiểm soát và tận dụng nó mỗi ngày, thành công ắt sẽ tới vào một ngày không xa. Điều cuối cùng kênh Tư Duy Làm Giàu chia sẻ với bạn một điều tôi rất tâm đắc, đó là muốn làm nên nghiệp lớn, điều tiên quyết không phải có tiền mà là có gan. 1. Có gan dám nghĩ dám làm mới quyết định được tài lộc của bạn. Nghĩ những điều người khác không dám nghĩ, làm những điều người khác không dám làm. Không xông pha sao biết mình không thể. Có dũng khí bước những bước đầu tiên mới đi được đến bước ngoặt cuộc đời. Sự thành công của con người là nhờ có sự mạo hiểm mà nên. Không mạo hiểm mới chính là sự mạo hiểm cao nhất. Chúng ta quyết không làm người bình thường. Sợ hãi thất bại đồng nghĩa với việc cự tuyệt thành công. Muốn biết hương vị của trái ngon, bạn phải tự mình nếm thử. 2. Cơ hội bắt nguồn từ sự quyết đoán. Một người có sức lôi cuốn là người không biết ngần ngại, nói được làm được. Bạn một khi chần chừ, bạn sẽ luôn trì hoãn. Khi bạn làm một công việc không thuộc về mình, cơ hội đã đến với bạn. Đối với kẻ mạnh, dù gặp phải một chuyện nhỏ nhặt nhất cũng đều là một cơ hội đến. Đừng vì hai chữ nếu như ảnh hưởng đến quyết định của bạn. Thỉnh thoảng thà đưa ra quyết định sai còn hơn là không đưa ra quyết định nào cả. Chúng ta vẫn còn có cơ hội, bởi vì chúng ta vẫn còn sống. 3. Người thành công luôn hy vọng mình nhất định phải thành công. Không phải là tôi muốn thành công mà là tôi nhất định sẽ thành công. Mặc dù không phải con cháu của đại gia nhưng tôi sẽ trở thành đại gia đầu tiên trong họ. Cắt đứt đường lui, tự ép mình đến bờ vực. Tích cực hành động, nâng tỷ lệ thành công từ 49% lên đến 100%. Thái độ quyết định tầm cao, nỗ lực quyết định thành bại. Những kinh nghiệm mà người khác không có được sẽ tạo nên cho bạn một tương lai khác. Muốn vượt qua bức tường, bạn cần ném cái mũ của bạn qua tường trước. 4. Khả năng phán đoán chính là cánh cửa của thành công. Người giàu không bao giờ sợ phải đưa ra quyết định. Xung quanh chúng ta không hề thiếu tài lộc mà là thiếu đi khả năng khám phá. Hãy biến mỗi tấc đất thành một tấc vàng. Bạn bắt buộc phải từ bỏ những thú vui bình thường. Chỉ cần có mục tiêu rõ ràng, ý chí kiên định mới trở thành những nhà hoạch định tài ba. Muốn giảm tỷ lệ sai lầm, phương pháp tốt nhất là giảm tỷ lệ thất bại. Giác quan thứ 6 trong kinh doanh là do sự tích lũy kinh nghiệm lâu dài chứ không phải sinh ra đã có. 5. Thiên tài bắt đầu từ sự sáng tạo. Một khi bạn buông xuôi, bạn lập tức bị tụt hậu. Dùng cách mới để tư duy, dùng cách mới để làm việc. Nếu một người có được lòng dũng cảm của một kẻ ngốc, điều đó chứng tỏ rằng anh ta rất sáng tạo. Kẻ sống sót cuối cùng không phải là kẻ mạnh nhất mà là kẻ thích có khả năng thích nghi giỏi nhất. Dũng khí quyết định thành công, tham vọng quyết định quy mô. Mọi người đều không dám làm chính là lúc bạn nên làm. Người thành công không bao giờ để ý đến thái độ của người khác khi làm việc. 6. Người thành công luôn phải mượn trí tuệ của người khác. Người thành công biết cách làm thế nào để sử dụng trí tuệ của người khác. Tránh tiếp xúc với tiểu nhân, giao thiệp nhiều hơn với người thành công. Những mạo hiểm vô thức chỉ càng làm sự việc nghiêm trọng hơn.
Một khi đã làm càng cần phải cẩn thận. Bạn không nhất định phải có trí thông minh tuyệt đỉnh, nhưng bạn nhất định phải biết cách phát huy tất cả các ưu điểm của mình. Bán văn phòng phẩm chưa chắc thu nhập cao hơn bán trứng gà trứng vịt. Người làm kinh doanh luôn có sự khôn ngoan để sinh tồn nơi đường phố. 7. Nguyên tắc của người làm lãnh đạo, vì mục tiêu của mình mà phấn đấu. Một doanh nhân thực thụ không những là người có khả năng quản lý giỏi mà cần có gan lớn. Làm một người lãnh đạo vừa uy nghiêm vừa có tình người. Tạo động lực cho nhân viên khiến họ làm việc tích cực hơn. Muốn mọi người làm theo ý tưởng của bạn, bạn cần phải có dũng khí lớn. Tin tưởng nhân viên của mình, như vậy họ mới càng tín nhiệm bạn. Hoặc là làm việc cho tôi, hoặc là lập tức rời công ty. 8. Vẫn luôn tự tin trong nỗi sợ hãi. Đừng để nỗi sợ hãi giết chết bạn. Bạn có thể sợ nhưng không thể để thua kẻ thù trước mặt. Tiến lên, tiếp tục tiến lên. Làm những việc bạn sợ phải làm. Suy nghĩ kết quả tệ nhất sẽ thế nào? Không có gì là đương nhiên thất bại, chỉ có tạm thời thành công. Thành công luôn được giấu ở những bước cuối cùng. 9. Làm hết sức mình cũng chính là thành công. Đặt mục tiêu cho mình và nỗ lực đạt được nó. Bạn làm việc là cho bạn và cho chính cuộc đời bạn. Có được một đối thủ mạnh đó cũng chính là một phúc phận. Chỉ có kẻ ngốc mới sợ mình trở thành kẻ ngốc. Không bao giờ nhượng bộ và khuất phục. Những binh lính không muốn trở thành nguyên soái không phải là những binh lính giỏi. Người làm đại sự trên đời nhất định phải có được phẩm chất lớn. Từ xưa đến nay, những người làm đại sự đều phải có phẩm chất lớn. Nó vừa là không gian tâm lý, vừa là kết cấu tinh thần, vừa là dung lượng của sinh mệnh và còn là sự tu dưỡng hàng ngày. Phẩm chất là nhân tố quyết định sự thành công hay thất bại của bất kỳ ai. Thường nghe câu, chiếc bánh có lớn thế nào cũng không thể lớn hơn chiếc nồi nướng nó. Đối với cá nhân mà nói, nếu sự nghiệp là chiếc bánh, thì phẩm chất chính là chiếc nồi nướng bánh. Thường thì kích thước phẩm chất của một người sẽ được quyết định bởi những mức độ đặc trưng sau đây. 1. Độ cao của cảnh giới. Cảnh giới của con người có cao có thấp. Đối với một số người, thì bản thân họ chính là thế giới. Thế giới chính là bản thân họ. Họ chỉ sống vì chính bản thân mình, luôn toan tính cho bản thân mình. Kiểu người này bị giới hạn bởi cái gông của tự ngã. Đối với một số người, thì thế giới chính là vòng tròn. Vòng tròn chính là thế giới. Họ chỉ sống vì các nhóm tập thể nhỏ, luôn nghĩ đến lợi ích của một số ít người. Những người như vậy không thể nhảy ra khỏi sự bó buộc của tiểu ngã. Đối với một số người, thì thế giới chính là những người khác. Những người khác chính là thế giới. Họ sống vì tất cả mọi người. Lòng tràn đầy ước mong cống hiến cho thế nhân. Họ luôn nghĩ đến lợi ích của tất cả mọi người. Loại người đã đạt đến cảnh giới vô ngã. Có thể thấy rằng, cốt lõi của nhân phẩm chính là sống vì ai. Muốn đạt được phẩm chất lớn cần phải có giác ngộ lớn. 2. Độ lớn của tấm lòng. Kích thước của tấm lòng có thể định lượng được. Có người như là chiếc hố. Tấm lòng của họ nhỏ như một vũng nước. Lúc có nước thì đầy, lúc khô thì cạn. Trong lòng không chứa đựng được những người khác. Hoặc là họ tự khép kín bản thân mình, tự cho rằng mình luôn đúng, mình là đệ nhất thiên hạ, mà không chịu chấp nhận những ý kiến khác. Hoặc luôn sợ thiệt hơn, tấm lòng hẹp hòi, chuyện nhỏ cũng muốn trả đũa, khiến người khác sống không thoải mái, mà bản thân mình cũng rất khổ cực. Có người như là chiếc hồ, tuy là tấm lòng của họ có một khả năng chứa nhất định, nhưng do sự giới hạn bởi thời gian và không gian, vì ai đó hoặc một cái gì đó, mà chỉ có thể lựa chọn khai mở được một phần. Họ không thể chịu đựng được những sóng gió trong xã hội và sự thăng trầm của cuộc sống. Họ không thể giữ được ung dung bình tĩnh trước những vinh nhục. Có người lại như biển vậy, tấm lòng của họ rộng lớn như biển, có sức chứa được mọi thứ, có rộng lượng chứa đựng được cả đất trời. Họ biết cách tổng hợp sự khôn ngoan của mọi người, tập hợp sức mạnh ở khắp nơi, có thể chịu đựng được mọi gian khó trên đời, có thể chấp nhận những chuyện khó tha thứ trong thiên hạ,
lúc thuận lợi không ngông cuồng ngạo mạn, khi nghịch cảnh không thất vọng mất niềm tin. Có thể thấy rằng, kích thước của phẩm chất là chứa đựng bao nhiêu. Muốn đạt phẩm chất lớn cần có lòng độ lượng. 3. Độ rộng của tầm nhìn. Tầm nhìn được quyết định bởi góc độ. Một số người sử dụng góc nhìn thẳng. Họ chỉ nhìn thấy một bề mặt của thế giới hoặc một mặt của sự vật. Một số người sử dụng góc rộng, tuy họ không nhìn thấy tất cả, nhưng cũng đa dạng đầy màu sắc. Một số người sử dụng mọi góc nhìn. Họ nhìn vào 6 con đường, lắng nghe khắp 8 hướng, thông hiểu chuyện xưa nay. Có tầm nhìn rộng lớn, nên họ nhìn thấy một thế giới hoàn chỉnh. Có thể thấy rằng, tiền đề của phẩm chất chính là nhìn rộng bao nhiêu, và để đạt được phẩm chất lớn thì cần phải có tầm nhìn rộng. 4. Độ sâu của tư tưởng. Tầng cấp tư tưởng quyết định đến chất lượng tư duy. Một số người, tư tưởng chỉ nổi trên tầng bề mặt, họ nghèo kiến thức, lý luận hạn hẹp, thiếu khả năng tư duy, những người này như mây vậy, cứ bay theo gió. Một số người có tư tưởng chạm đến tầng nông, họ không thiếu sự khôn lỏi, lanh lợi, nhưng chiều sâu tư tưởng lại không đủ. Khi đối mặt với thế giới luôn thay đổi này, thường dễ dàng tự mãn, không chịu nghiên cứu học hỏi thêm nữa. Một số người có tư tưởng đạt tới tầng trong suốt, họ có tư duy lịch sử, tư duy chiến lược, tư duy biện chứng và tư duy tuyến đáy. Họ có thể nắm lấy điểm cốt yếu của mọi thứ, nắm bắt được quy luật của mọi sự, trong thế giới mang đầy sự biến đổi, phức tạp, mơ hồ và không rõ ràng này. Họ có thể xác định được đúng hướng, phân biệt rõ ràng đúng sai và đưa ra quyết định chính xác. Có thể thấy rằng, căn bản của phẩm chất chính là nghĩ được bao sâu. Để đạt được phẩm chất lớn thì cần có trí tuệ lớn. 5. Lực độ thực hành. Biết kiến thức trên sách vở cũng chỉ ở mức nông cạn. Muốn thấu hiểu tường tận kiến thức trong sách vở thì cần phải thực hành nó. Cảnh giới cao đến mấy, tấm lòng rộng đến mấy, tầm nhìn xa đến mấy, tư tưởng sâu hơn mấy đi nữa thì cuối cùng cũng phải dựa vào hành động thực tiễn. Một số người sẽ chỉ biết nói chuyện trên giấy. Họ thao thao bất tuyệt những chuyện không thiết thực, chỉ dừng lại trong tưởng tượng và câu chuyện không ý nghĩa, đến cuối cùng luôn là không và không. Một số người thì có thói quen khoa chân múa tay. Họ chỉ xem trọng về hình thức, chuyện gì qua được thì qua, rất xuề xòa. Họ dễ hài lòng thực hiện mọi chuyện một cách qua loa, làm việc không sâu sắc, thiếu trách nhiệm, không đến nơi đến chốn. Một số người thì có thể học đi đôi với hành. Họ luôn sẵn sàng làm việc chăm chỉ, có ý chí vững chắc và khả năng hành động phi thường. Họ biết cách đưa lý luận vào thực tiễn, biến tư tưởng thành hành động, vừa có thể quan sát được thực tế, đưa ra được phương pháp giải quyết thiết thực, vừa có thể thực hiện được công việc thực tế, mang đến hiệu quả thực sự. Có thể thấy rằng, đích đến cuối cùng của phẩm chất chính là làm tốt bao nhiêu. Và để đạt được phẩm chất lớn thì phải có bàn tay lớn. Tư duy làm giàu, chúc bạn chân cứng đá mềm, hoàn thành đại nghiệp.